chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện kiếm hiệp vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay kênh chuyện kiếm hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết vô lượng thần công của tác giả điền ca phần thứ năm hồi thứ 10 uyên ương kiếm pháp bà bà cất tiếng gọi vân nhi vân nhi cô gái tên vân nhi vừa nghe tiếng gọi đã xuất hiện dường như nàng ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi nam hoa bà bà gọi là có mặt ngay vậy vân nhi ta phải vắng mặt khỏi đây một thời gian ngươi phải để ý việc nhà cho cẩn thận chú ý canh chừng gã này ngươi có hiểu không vân nhi đã biết rồi bà bà yên tâm thế thì tốt nam hoa bà bà nói vẻ hài lòng rồi bước ra ngoài đợi cho nam hoa bà bà đi khuất Nàng ta bảo Vân Phi Tiểu tử những gì bà bà ta dặn đó Ngươi nhớ rồi chứ Ngươi cứ yên tâm ở lại đây mà chữa bệnh Đừng bao giờ nghĩ cách chạy trốn Mà khổ vào thân đó Bà bà có lòng tốt nhờ địch thần y Cô nương Vân Phi ngắt lời nàng ta Thật ra bà bà của cô nương cũng chẳng phải ngẫu nhiên có lòng tốt chữa bệnh cho tại hạ đâu. Đó chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Nàng ta vừa rồi không có mặt ở bên trong nhà, nên nàng ta không nghe được cuộc nói chuyện giữa địch thần y và bà bà, nên hỏi lại Vân Phi như vậy. Cô nương không biết thật sao, Vân Phi nói. Nàng ta chẳng cần đã ý nói tiếp đã trả lời, ta không rõ nhưng dù có như vậy thì cũng là một dịp may cho ngươi. Cô nương yên tâm, nếu có bà bà ở đây thì có thể tại hạ sẽ trốn đi đấy, nhưng chỉ có một mình cô nương thì tại hạ sẽ không bao giờ làm điều đó đâu. Tại sao? Nàng ta mở to mắt hỏi vì như thế cô nương sẽ bị bà bà trừng phạt. Nàng ta có vẻ cảm động nói giọng không giấu vẻ ngạc nhiên. Người, ngươi lo cho ta thật sao? Tài hạ không muốn vì tài hạ mà cô nương bị quả trách. Vân Phi nói một cách thật lòng. Trong đầu Vân Phi lúc này ngổn ngang trăm mối. Việc đã được sinh ra ở Bạch Vân Sơn Giang là điều chắc chắn. Và song thân gã là Bạch Vân Phong và Triệu Phi Yến cũng vậy. Thân thế của Vân Phi giờ đã khá rõ ràng nhưng thực sự song thân gã là ai tại sao lại bị sát hại thì vẫn còn mù mờ người duy nhất biết được có lẽ là gã mặt lợt còn nữa việc trao đổi giữa người mặt lợt và nam hoa bà bà là thế nào rõ ràng người mặt lợt có hảo ý với gã song nếu như vậy tại sao lão lại dùng mẫu thân của vân phi làm điều kiện để trao đổi vân phi vừa rồi đã có ý định trốn khỏi nơi đây nếu gã thoát khỏi tay của nam hoa bà bà thì đương nhiên triệu phi yến sẽ được an toàn xong lúc này gã thấy chỉ có mỗi một mình cô gái ở lại ý nghĩ bỏ trốn không còn nữa gã biết nam hoa bà bà tính tình hung dữ nếu nàng ta để vân phi trốn được tất nhiên bà bà sẽ không tha còn một vấn đề nữa cũng làm cho vân phi do dự trên đời này có thể có một sự trùng hợp triệu phi yến mẫu thân gã đã chắc gì là người mà nam hoa bà bà cần vì vậy tốt hơn cả là phải chờ đợi xem mọi việc sẽ xảy tới như thế nào mới có thể quyết định được. Kể từ khi bước chân ra giang hồ, gã đã gặp không ít chuyện rắc rối. Người ta nói giang hồ lắm chuyện không sai. Tự nhiên gã lại thấy nao nao trong lòng khi nhớ tới Lưu Khuê Bích. Đúng là nhờ có nàng mà Vân Phi hiểu biết thêm rất nhiều. Không hiểu từ lúc chia tay nàng ở đâu. Người nghĩ gì mà mặt cứ ngây ra thế? Cô gái thấy Vân Phi im lặng thì cất tiếng hỏi. Tài hạ có nghĩ gì đâu Vân Phi trả lời Ngươi hãy theo ta Nàng ta nói Ta sẽ chỉ chỗ nghỉ của ngươi Vân Phi theo nàng ta bước ra ngoài Nàng ta đưa Vân Phi đi vòng ra phía sau ngôi nhà Mà địch thần y đang ở một quãng khá xa Ở đây khuất sau một lùm cây rậm là một căn nhà nhỏ Được dựng bằng gỗ trên mái là bằng một thứ lá cây gì đó Mà lâu ngày vẫn có một màu xanh Chính vì vậy mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào phát hiện được. Căn nhà được chia làm đôi phía bên phải hẳn là phòng của cô gái. Còn bên trái chỉ trọng chơi có mỗi một cái giường. Người sẽ ở chỗ này. Nàng ta nói. Chỉ vào căn phòng phía trái. Hàng ngày muốn ra ngoài phải thông báo cho ta biết trước không được tự tiện đi đâu cả. Thấm thoát đã gần một tháng. Hàng ngày vào buổi sáng Vân Phi phải đến chỗ địch thần y để lão chữa bệnh. Lão đưa cho Vân Phi uống một loại thuốc gì đó rất đắng. Một hôm sau khi uống thuốc xong Địch thần y bảo gã ngồi xuống coi mạch Xem xong lão có vẻ hài lòng rồi Bảo Tiểu tử ngươi thử vận khí xem sao Vãn bối chưa từng vận công bao giờ cả Vân Phi nói Địch thần y ngồi trầm ngâm một nát sau lão bảo Ta sẽ dạy ngươi phép đạo dẫn Hãy ngồi xếp bằng Rồi dẫn khí từ huyệt quan nguyên xuống huyệt hội âm Rồi đưa ngược dọc theo xương sống tới huyệt phá hội tập trung khí ở đó một chút rồi đưa xuống huyệt chiêu trung rồi xuống trở lại huyệt quan nguyên nếu ngươi thấy thông suốt tức là hai mạch nhâm đốc đã được khai thông vân phi làm theo lời lão thế không có gì trở ngại gã nói tiền bối văn bối thấy đỡ hơn rất nhiều rồi không hiểu như vậy thì thế là tốt địch thần y bảo nhưng ta cũng nói trước tất cả chỉ là tạm thời thôi trường hợp của ngươi khó có thể chữa khỏi được trong một thời gian ngắn ở hôm nay trở đi ngươi không cần phải mỗi ngày tới đây nữa bốn tháng nữa ngươi mới phải quay trở lại vân phi mừng thầm thật lòng gã chẳng muốn uống cái thứ thuốc đắng ngắt ấy của lão làm gì khi bước ra ngoài thì cô gái đã đứng chờ sẵn bao giờ cũng vậy nàng ta chờ cho địch thần y coi bệnh cho gã xong để đưa gã về đúng theo lời dặn của bà bà dần dần nàng ta tỏ ra rất tin tưởng vân phi và những lúc rảnh rỗi nàng thường rủ gã đi vào rừng chơi dù sao nàng ta cũng còn trẻ con Và trong những lúc trò chuyện vui vẻ ấy Hai người rất tâm đầu ý hợp Một hôm vào lúc sáng sớm Vân Phi vừa mới tỉnh giấc Thì đang nghe nàng gọi bên ngoài Vân Phi ngươi đã dậy chưa đấy Âm thanh của nàng giờ đã trở nên thân mật Nàng ta không gọi gã là tiểu tử nữa Mà đã gọi tên nào Vân Phi Thời gian một tháng đủ để Vân Phi chiếm được lòng tin của nàng không những nàng ta không câu có mà đôi khi lại còn đùa giỡn với gã mặc dù ở với nam hoa bà bà là một người khắt khe và ác độc song nàng còn nhỏ tuổi nên nét ngây thơ vẫn biểu lộ ra ngoài rõ ràng nàng ta không còn coi gã như một kẻ sang lạ phải canh chừng mà đã coi gã như huynh đệ từ lúc nào không rõ vân phi thấy gã không trả lời nàng gọi thêm một lần nữa giờ này mà vẫn chưa dậy hay sao tại hạ ra ngay đây gã vội trả lời rồi đẩy cửa bước ra ta phải gọi ngươi đến hai lần nàng nói có vẻ giận dỗi ngươi làm gì trong đó thế tại hạ lỡ ngủ quên vân phi nói hôm qua thức chơi khuya chẳng hay có chuyện gì vậy ngươi ngươi có muốn vào rừng đi chơi với ta không nàng nói chẳng có việc gì làm buồn chết đi được thế thì hay quá vân phi reo lên cô nương chúng ta có phải qua chỗ địch thần y nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi của vân phi mà nói Người thích gọi ta là cô nương lắm hả tại hạ biết xưng hô thế nào bây giờ vân phi lúng túng nói họ tên cô nương ta tên thúy vân nàng nói đừng gọi cô nương nữa có được không ta đâu có phải tiểu thư cái tên thật là hay còn họ của cô nương ngươi lại gọi ta là cô nương rồi thúy vân giận dỗi nói ta họ đặng vậy bà bà là thế nào với cô nương bà bà ư thúy vân ngần ngừ một lát rồi nói bà bà chỉ là người nuôi nấng ta từ nhỏ ngươi đừng tiết lộ điều này với ai khác nữa đấy ta vậy song thân cô vân phi hỏi ta ta không rõ thúy vân thở dài ta không biết song thân ta là ai cả sao cô nương không hỏi bà bà vân phi nói bà bà cũng không biết Thúy Vân đau khổ. Bà bà chỉ nói đã nhặt được ta ở dọc đường rồi đem về nuôi. Còn tên của ta thì không phải do bà bà đặt mà cái tên này được thêu vào miếng vải quấn trên người ta. Thì ra cuộc đời của cô nương cũng lắm muộn khúc. Vân Phi nói, tại hạ xin lỗi vì đã chạm tới nỗi đau lòng của cô nương. Ta tuy không rõ phổ mẫu là ai, nhưng được bà bà đối đãi rất tốt coi ta như hải tử lại dạy võ công cho vì thế ngươi phải biết với ta trên đời này bà bà là người ta yêu thương nhất tại hạ cũng chẳng khác gì song thân cũng không rõ từ nhỏ được nghĩa phụ nuôi nấng vì thế ngươi cũng đau khổ giống ta sao nàng sửng sốt vân phi chúng ta là huynh muội của nhau ngươi có bằng lòng không thế thì còn gì bằng mắt vân phi sáng lên tại hạ chẳng có ai thân thích được kết nghĩa huynh muội với cô nương thị vân phi huynh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ tại hạ gần mười sáu vậy muội kém huynh một tuổi thúy vân nói huynh gọi ta là muội nhé vân muội vân phi cất tiếng gọi nghe được đấy thúy vân nhoẻn miệng cười thế có phải hơn là gọi cô nương không hai người vừa đi vừa nói chuyện thoát đất đi khá xa sâu vào trong rừng vân muội muội có biết vì sao bà bà lại phải nhờ địch thần y chữa bệnh cho huynh hay không muội cũng không rõ lắm thúy vân nói chuyện này muội nghĩ có gì quan trọng đâu miễn là huynh được chữa khỏi bệnh là tốt rồi quan trọng đấy vân phi nói tài hạ có nghe bà bà nói chuyện với địch thần y bà bà nhờ địch thần y chữa bệnh cho huynh là để đổi lấy một người nếu thế thì có sao đâu thúy vân nói nhưng người đó lại là triệu phi yến hình như hình như bà bà có một mối hận thù Huynh đừng quan tâm đến chuyện của bà bà Theo mọi biết Tuy bà bà có vẻ dữ tợn Nhưng lại là một người rất tốt Không đáng sợ như Huynh nghĩ đâu Bà bà có rất nhiều kẻ thù Điều này cũng là bình thường thôi Nhưng Triệu Phi Yến lại là mẫu thân của Huynh Mẫu thân của Huynh Thúy Vân nhắc lại vẻ sửng sốt Vừa rồi chính Huynh đã nói Không biết song thân của mình là ai kia mà Huynh cũng chỉ biết tên mẫu thân là Triệu Phi Yến thôi vì vậy vì vậy huynh sợ rằng nếu mọi hiểu huynh định nói gì thúy vân ngắt lời gã điều này quả thật là vân muội vân phi thấy thúy vân có vẻ lo lắng thì vội nói đó là việc của huynh không liên quan gì đến muội cả huynh sẽ tự giải quyết được không thể nói thế được thúy vân nói chuyện của huynh cũng là chuyện của muội chúng ta đã là huynh muội với nhau lẽ nào muội lại bỏ mặc huynh chỉ có một cách là Huynh sẽ trốn đi như vậy bà bà sẽ Không được Vân Phi lắc đầu Nếu muội để Huynh trốn đi bà bà sẽ không tha cho muội đâu Nhưng nếu bà bà bắt được triệu Phi Yến Thì hậu quả thật khó lường muội biết tính bà bà Thôi chúng ta hãy bỏ qua chuyện này Vân Phi nói Gã biết dù có bàn tới bàn nuôi cũng chẳng ích gì Gã cũng không muốn vì gã mà Thúy Vân gặp rắc rối Tuy hiện thời Vân Phi cũng không biết phải làm thế nào Xong cứ từ từ rồi sẽ liệu thúy vân thấy vân phi khiên quyết thì thôi không hỏi nữa nàng chuyển hướng câu chuyện vân huynh huynh có biết hôm nay muội rủ huynh vào rừng là có chuyện gì không huynh huynh không biết không hiểu muội định nói chuyện gì vậy đây là một bí mật của riêng muội thúy vân làm ra vẻ quan trọng nói muội sẽ cho huynh biết thế còn bà bà vân phi hỏi muội giấu cả bà bà hay sao Muội đã nói đó là bí mật của riêng muội kia mà, Thúy Vân nhắc lại bà bà làm sao biết được. Nhưng sao muội lại muốn tiết lộ cho huynh nghe, Vân Phi hỏi? Bởi vì muội tin ở huynh, Thúy Vân nói, hơn là chúng ta đã chung hẹn ước có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hay sao? Nhưng huynh phải nhớ, huynh biết rồi, Vân Phi mỉm cười, nhưng nếu như vậy thì phải sửa lại câu nói của muội là, chuyện này là bí mật của hai chúng ta không có người thứ ba. Gã nói xong không để ý đến khuôn mặt Thúy Vân đột nhiên ẩn hồng. Gã nói hai chúng ta khiến nàng không khỏi động lòng. Được rồi Thúy Vân nói bây giờ Huynh đi theo muội rồi sẽ biết tất cả. Thúy Vân xăm xăm đi trước rất nhanh khiến Vân Phi bỏ hơi tai mới theo kịp. Nàng dẫn Vân Phi đi sâu vào trong rừng. Đường mỗi lúc khó đi bởi rất nhiều cây cối gai góc vắt ngang qua lối mòn Rõ ràng nơi đây không có ai lui tới. Còn xa không Vân Phi hỏi. Gần tới rồi Thúy Vân đáp huynh có vẻ mệt phải không hay chúng ta ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi không sao đâu vân phi trả lời hình như chúng ta đang đi về phía dãy núi đằng kia đúng vậy muội có thường hay tới đây không thỉnh thoảng thôi thúy vân đáp chỉ những khi bà bà có việc đi xa lâu ngày muội mới đi được phía trước cây cối thưa dần rồi một bãi cỏ rộng hiện ra trước mắt đây rồi thúy vân nói rồi dừng lại vân phi ngạc nhiên trước mặt gã chẳng có gì ngoài một cái vực sâu thăm thẳm chắn lối ở đây sao vân phi hỏi chúng ta hết lối đi rồi phía trước là một vực sâu phải không thúy vân cười nhẹ huynh thử lại gần nhìn xuống bên dưới xem vân phi theo lời thúy vân gã tới sát mép vực rồi cúi đầu nhìn xuống vực rất sâu lại tối không sao thấy được dưới đáy chẳng có gì lạ cả vân phi lắc đầu huynh không hiểu muội bảo huynh nhìn xuống là để xem cái gì chúng ta sẽ xuống dưới đó thúy vân làm ra vẻ bí mật nói có thể xuống được hay sao vân phi chưa hết ngạc nhiên quanh thử nhìn sát mép vực xem vân phi thấy từ trên miệng vực xuống dưới đáy có mọc một loại cây gì đó thân cây chỉ nhỏ bằng một cây đũa chẳng có gì cả vân phi quan sát lại thật kỹ nếu muốn xuống hẳn phải tìm một sợi dây thật dài thì may ra sẽ chẳng có sợi dây nào đủ dài để xuống được đáy vực cả thúy vân nói thế thì thì chỉ có một cách là nhảy xuống thôi vân phi nói đùa thúy vân không hiểu vân phi nói đùa nàng tưởng gã sẽ nhảy xuống thật vội ngăn lại huynh mà nhảy xuống thì sẽ mất mạng ngay vực này sâu muôn trưởng ở dưới này toàn đá to lẩm chẩm dù vóc công có cao tới đâu mà nhảy xuống cũng chết ngay lập tức chúng ta sẽ xuống bằng những sợi dây leo này thúy vân chỉ vào những dây leo mạnh mai mọc theo thành vực bám vào những dây leo này ư ừ, vân phi hỏi nó làm sao mà chịu nổi sức nặng của một người Huynh tưởng thế thôi chứ trông thì mảnh mai vậy Nhưng nó rất dai Thúy Vân nói những sợi dây mỏng mảnh ấy không phải là thân cây Mà đó là rễ của một loại cỏ rất hiếm gặp có tên là đoạn trường thảo Kiến văn của muội thật là quảng bác Huynh thật không bằng Vân Phi khâm phục nói Để muội xuống trước Thúy Vân bảo gã Huynh cứ bắt trước muội mà neo sau không sợ nó đứt đâu Thúy Vân nói đoạn đưa hai tay nắm vào một rễ cây rồi từ từ tuột xuống bên dưới. Chỉ trong nháy mắt nàng ta đã mất hút di vực sâu thăm thẳm. Vân Phi thận trọng làm theo. Thoạt tiên ca cũng hơi sợ. Vì thế giới của loại quả này rất nhỏ khó mà chịu nổi sức nặng của một người. Song thực tế dễ đoạn trường thảo rất dai và chắc đã tuột xuống rất nhanh. Vân Phi có cảm giác như đang đi vào một thế giới khác và càng xuống sâu biên dưới. Không khí càng trở nên lạnh lẽo vô cổng khiến Vân Phi run lên cầm cập cuối cùng rồi chân gã cũng chạm đất thúy vân đứng chờ gã nàng cười nói thế nào lần đầu tiên tụt xuống dưới vực thẳm là huynh sợ lắm phải không huynh chỉ thấy hơi lạnh thôi vân phi nói dưới vực rất rộng vân phi nghe thấy đâu đó có tiếng róc rách gã hỏi vân mọi hình như có suối chảy quanh đây thì phải đúng vậy thúy vân trả lời phía bên trái có một dòng nước đổ từ trên núi xuống tạo nên những thanh âm mà huynh vẫn nghe thấy không ngờ dưới vực sâu thế này mà phong cảnh lại rất hữu tình. Vân Phi nhận xét. Huynh không hiểu tại sao muội lại phát hiện ra chỗ này. Rồi muội sẽ kể cho Huynh nghe Thúy Vân nói. Hình như con đường này đi sâu vào lòng núi. Vân Phi ngắm nghĩa một lúc rồi đoán. Đúng vậy Huynh đi theo muội sẽ thấy nhiều điều thú vị. Nói đoạn Thúy Vân đi trước dẫn đường. Lối đi hẹp dần. Hai bên vách núi dựng đứng lượn quanh co tạo nên một cảm giác khoang sơ và hùng vĩ. Thú vị hơn cả là nơi đây rất nhiều khỉ sinh sống. Chúng bám vào những mỏm đá nhô ra rồi nhìn Vân Phi và Thúy Vân bằng cặp mắt vô cùng lạ lẫm. Vân Phi cứ ngỡ đi sâu vào lòng núi thì sẽ rất tối. Xong ngược lại ánh sáng từ trên cao rọi xuống qua các khe nước tạo nên một thứ ánh sáng huyền ảo thật khó tả. Lúc này Vân Phi đã quen với khí hậu ở bên dưới nên gã cả không cảm thấy lạnh nữa mà lại thấy khoan khoái mát mẻ đột nhiên vân phi thấy trước mặt có một vách đá dựng đứng chắn lối gã nói vân muội hết lối đi rồi thúy vân không đáp nàng đưa tay ấn vào một phiến đá vuông ở trên cao có tiếng ầm ầm nổi lên rồi phiến đá trước mặt từ từ chuyển dịch để lộ ra một cái hang rất rộng ở phía trong hai người bước vào lập tức cánh cửa bằng đá tự động đóng lại như cũ vân phi ngạc nhiên thấy phía trước có một cái sập bằng đá trên sạp là một quái nhân tóc tai bồ sổ phổ kín mặt đang ngồi xếp bằng. Lão thấy hai người đi vào xong vẫn ngồi im bất động. Thúy Vân lên tiếng. Tiền bối Vân như hôm nay đến trễ lẽ ra phải xuống thăm tiền bối sớm hơn. Ta biết quái nhân cất giọng ồm ồm giọng cổ họng nghe không rõ. Vãn bối là Vân Phi xin kính chào lão tiền bối. Vân Phi công kính nói. Tiểu tử ngươi hãy lại gần ta. Quái nhân ra lệnh. Vân Phi chưa kịp làm theo lời não thì đã cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ khôn tả hút gã về phía trước, khiến gã dù không muốn cũng không được. Lúc Vân Phi lại gần quái nhân, gã sửng xuất vô cùng, thì ra không phải quái nhân đang ngồi xếp bằng mà hai chân não bị ai đó bẻ quặp về phía trước. Chính vì vậy mà lão chỉ ngồi yên một chỗ. Gã lại càng khủng khiếp hơn khi thấy nơi hai con mắt của lão chỉ còn là hai cục thịt đỏ lỏng. Vân Phi biết địch thần y cũng bị mổ hai mắt nhưng vì lão ngồi trong tấm màn che nên Vân Phi không thấy bởi vậy có không thấy sợ đằng này. Tuy nhiên nỗi sợ cũng mau chóng qua đi. Vân Phi hiểu rằng Thúy Vân đưa gã xuống nơi này là có chủ đích. Quá nhân tuy dung mạo biến dạng rất ghê sợ, song dường như lão không phải là người xấu. Có lẽ lão bị ai đó hãm hại nên mới đến nông nỗi này. Vì thế Vân Phi không thấy sợ mà lại thấy thương hại lão. Vân Nhi, quá nhân không hỏi Vân Phi mà lại hỏi Thúy Vân tiểu tử này lai lịch thế nào thúy vân liền kể sơ qua cho lão nghe thật ra nàng nói chiếu lệ mà thôi vân phi đoán nàng ta đã kể cho quái nhân vẻ gã rồi tiền bối thúy vân nói vân nhi đã kết nghĩa huynh muội với vân phi rồi vì thế mới mạo muội đưa đến đây đưa tay cho ta quái nhân bảo vân phi lão nắm lấy cổ tay gã một nát rồi buông ra vân nhi ngươi chọn lầm người rồi tiền bối y đã được địch thần y ta không cần biết điều đó quái nhân đáp nhưng một người như y thì khó có thể học được võ công thì ra thúy vân đưa gã xuống tuyệt cốc này là muốn nhờ quái nhân dạy võ công cho mình vân phi nghĩ thầm nhưng khi thấy quái nhân nói như vậy thì gã vô cùng thất vọng tiền bối chẳng lẽ không còn cách nào hay sao thúy vân lo lắng hỏi công lực của y có thừa nhưng nếu luyện công thì thì y sẽ chết ngay lập tức quái nhân thở dậy ta cũng tiếc lắm ta không sống được bao lâu nữa nghe rằng bao nhiêu tâm huyết của ta bị bỏ phí tiền bối thúy vân chợt nói vân nhi nghĩ ra một cách này không biết có được không người nói ta nghe thử nếu vân huynh đây không luyện được thần công thì vẫn có thể học được các chiêu thức chiêu thức mà thiếu nội lực thì phỏng có ích gì quái nhân nói địch thần y thế nào cũng chữa khỏi bệnh cho y thúy vân nói nếu tiền bối dạy chiêu thức trước cho vân huynh sau này cũng đành vậy quái nhân trầm ngâm ta không muốn công phu mấy chục năm của ta phải uổng phí vân phi ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ hay không vân phi thấy việc quá đột ngột thì lưỡng lự thật ra các cũng không còn là đệ tử thiêu lâm nữa còn phái kim đao gã cũng chẳng học được tí võ công gì của phái này hơn nữa triệu hải sơn cũng cho phép gã đến thiếu lâm bái mi tâm đại sư làm sư phụ ngươi còn e ngại quái nhân thấy vân phi không nói gì cả thì hỏi thật tình ta vẫn có thể truyền thụ những chiêu thức cũng như khẩu quyết cho ngươi được mà ngươi cũng không cần phải bái ta làm sư phụ bởi vì những gì ta dạy cho ngươi ngươi đã đem ra sử dụng được ngay đâu ta không cần ngươi phải làm lễ bái sư ngay bây giờ nhưng lúc nào đó ngươi có thể sử dụng được công phu của ta thì lúc đó chỉ cần ngươi bái ta một lại là đủ đa tạ tiền bối vân phi kính cẩn nói vân phi sợ rằng dù tiền bối có dạy cho ván bối khẩu quyết cũng như chiêu thức thì văn bối cũng chỉ làm tiền bối thất vọng thôi. Ta không còn thời gian đợi lâu hơn nữa, quái nhân thở dài. Dù sao ta cũng vẫn kỳ vọng ở ngươi, Vân Nhi đã đưa ngươi tới đây gặp ta hẳn là. Thấy vẻ mặt não bi thương, Vân Phi không nỡ từ chối gã trịnh trọng nói. Tiền bối, Vân Phi này xin hứa nếu Vân Phi không thể nào học được võ công của tiền bối, thì nhất định sẽ cùng Vân Muội tìm người xứng đáng trao lại để võ công của tiền bối không bị thất chuyển. Không biết tiền bối có cho phép ván bối được làm như vậy hay không? Thế thì ta yên tâm rồi quái nhân khẽ nói. Nhưng ngươi có muốn biết ta là ai không? Nếu ngươi tự nguyện học võ công của một người mà lại không biết người đó như thế nào thì Ván bối rất muốn biết tại sao tiền bối này đến nông nỗi này. Và ai là người đã gây đau khổ cho tiền bối vân phi nói. Ngươi định báo thủ cho ta ư? Ừ. Nếu ván bối có thể làm được thì nhất định sẽ trả thù cho tiền bối hảo ý của ngươi ta sẽ ghi nhận song việc đó không phải dễ dàng ngươi hiểu chứ Ván bối hiểu rất rõ điều đó vân phi nói võ công như tiền bối mà y còn hãm hại được thì hẳn y phải vô cùng lợi hại đúng vậy quái nhân gật đầu ngươi hẳn đang nghe đến danh hiệu huyết ma giáo chủ huyết ma giáo chủ thì bất cứ ai cũng nghe tiếng vân phi đáp đó là một tên đại ma đầu nổi tiếng tàn ác võ công vô cùng cao siêu không sai quái nhân tiếp lời hàng trăm cao thủ bao vây y và đã phải bỏ mạng vài chục người mới đủ sức hạ được y tại ma thiên lãnh sợ khủng khiếp còn đeo đẳng dưới võ lâm mãi không thôi bởi võ công của huyết ma giáo chủ đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được con người gây gớm ấy thật ra với ta không xa lạ lão huyết ma giáo chủ ấy không lẽ lại có liên quan đến tiền bối phải ta phải gọi huyết ma giáo chủ là sư bá Y là sư huynh của sư phổ ta cực lạc lão nhân Thì ra là như vậy Vân Phi không ngờ người ngồi trước mặt gã lại là một nhân vật có liên quan tới huyết ma giáo chủ Một đại ma đầu nổi danh khắp giang hồ Sư phổ ta là cực lạc lão nhân Quái nhân kể tiếp Người là sư đệ của huyết ma giáo chủ Tuy là sư huynh đệ đồng môn nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau sau khi thành tài xuống núi sư bá ta đã nuôi mộng trở thành bá chủ võ lâm vì thế để đạt được mục đích đó, lão đã không từ bất kỳ một thủ đoạn tàn ác nào, kể cả việc tu luyện một môn thần công tả đạo. Phải nói rằng dù tàn ác, nhưng huyết ma giáo chủ là một kỳ tài về võ học. Chính vì thế lão đã gây ra không ít sự kinh hoàng cho giới võ lâm. Thậm chí lão đã giết hại cả sư phụ của mình vì người đã nhiều lần khuyên can không cho lão gây thêm tội ác. Huyết ma giáo chủ đã phạm một tội ác lớn là khi sư diệt tổ tội ác này đã biến huyết ma giáo chủ trở thành một kẻ hoàn toàn mất hết nhân tính sư phụ ta biết khó có thể chống lại được huyết ma giáo chủ nên đã lui về quy ẩn hòng sáng chế ra một thứ võ công có thể khắc chế được y công phu ấy chính là cực lạc thần công dù vậy mọi việc của cực lạc giáo đều giao hết cho ta đảm nhiệm trong lúc huyết ma giáo chủ đang hoành hành tác quái ở phía bắc thì ở phương nam tại huyện tô châu tỉnh giang tô nơi đô hội phồn hoa có một nhà hàng nổi tiếng là Xuân Phong Tửu Lầu. Xuân Phong Tửu Lầu không những nổi danh về những món ăn ngon, đặc sắc với những hải sản chân quý, mà Xuân Phong Tửu Lầu còn nổi tiếng nhờ phong cảnh hữu tình. Nhà hàng nằm ngay trên bến Phong Kiều, một nơi buôn bán nhộn nhịp, lại cũng là nơi tụ hội của các tao nhân mặc khách. Nơi đây cũng là nơi mà thi sĩ nổi danh trương kế đại đường đã từng viết nên bài Phong Kiều Dạ Bạc nổi tiếng. Điều đặc biệt không chỉ ở những bài thơ Mà còn là chủ nhân của Xuân Phong Tửu Lầu Là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn tên là Lý Lệ Hoa Sắc đẹp và sự uyên bác của Lý chủ nhân Đã thực sự quyến rũ du khách từ khắp nơi Ai mới đến cũng có thể thấy ngay hai bài thơ của Lý Lệ Hoa Được chính chủ nhân chép lại treo trên vách Ví dụ như hai câu Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung Bán tử ngân câu bán tử công nghĩa là đêm nay đầu tháng trăng mở nửa như móc bạc nửa ngờ vành trăng rồi hai câu tiếp nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn bán trầm thúy đệ bán phi không nghĩa là hồ xanh ai sẽ đôi vầng ngửa chìm đáy nước ngờ lồng chân mây ngoài tài văn thơ những lúc cao hứng lý lệ hoa còn múa vài đường kiếm mua vui thật đúng với câu tài sắc vẹn toàn không những khách văn thơ mà không thiếu những võ lâm cao thổ cũng thường lui tới để có dịp làm quen với Lý Lệ Hoa. Những tưởng mọi chuyện chỉ có vậy. Ai ngờ tai họa bỗng ập đến sau khi ăn uống xong khoảng ba chục cao thủ phần lớn là người thuộc võ lâm chính phái như võ đăng hoa sơn côn luân đã đột nhiên bị trúng độc chết việc này gây một chấn động lớn trong giới võ lâm kẻ thì đồn rằng có người hạ độc kẻ thì nói rằng chính lý lệ hoa đã ra tay nhưng rồi không hiểu sao người ta tin rằng nguyên do thứ hai tức chính là Lý Lệ Hoa là người đã hạ độc. Xong vì sao Lý Lệ Hoa lại hành động như vậy thì không thấy thiên hạ bản tới. Việc này nghiêm trọng bởi trong số các cao thủ bị chết có cả một hai vị trưởng môn. Rõ ràng hạ độc được những cao thủ như vậy phải là người có bản lĩnh. Phái võ đang là những người gây náo loạn nhất vì trưởng môn của phái này đã bị thảm tử ở Xuân Phong Tửu Lậu. Thật ra Lý Lệ Hoa không thể nào làm nổi việc đó một kẻ giấu mặt đã làm chuyện này cùng một lúc y đoạt được hai mục đích đổ mọi tội lỗi lên đầu lý lệ hoa và giết hại một số cao thủ để thực hiện mưu đồ y đã thành công bởi vụ án năm xưa lý lệ hoa phải gánh chịu những môn phái có người bị chết đều cử người đến huyện tô châu để giết lý lệ hoa cho bằng được ngay cả những môn phái không có người bị chết ở xuân phong tửu lầu cũng đi tìm lý lệ hoa để hỏi tội với lý do chính đáng là trừ gian diệt bảo Ngươi có biết rằng thật nực cười trong số những người như vậy cũng có ta. Quá nhân kể một mạch rồi dừng lại. Đôi mắt đỏ lòm dường như nhìn đăm đăm vẻ dĩ vãng. Vân Phi có cảm giác trước mặt cả là một trang thanh niên hảo hán. Với thanh bảo kiếm vào bầu máu nóng quyết ra tay trừ bạo. Tiền bối Vân Phi hỏi lão. Cứ cho rằng những lời đồn đại của thiên hạ là đúng. Thì việc quần hào hiệp sức nhau chỉ để đối phó với một người đàn bà xem ra cũng không được hay cho lắm ngươi nói đúng Quái nhân gật đầu lý Nệ hoa dù có tài cầm kỳ thi họa và kiếm cung nhưng dù thế nào cũng là bậc nữ lưu lại không ở trong giới võ lâm còn nữa vân phi nói thêm việc đó trắng đen chưa phân định rõ ràng ít ra thì cũng phải suy xét cho kỹ trước khi hành động thì mới phải nói như ngươi thì làm gì có chuyện nữa thật sự đa số bọn võ lâm cao thủ đâu có biết gì cứ nghe đồn đại là hăm hở đi ngay chính ta cũng là một trong số đó Lúc ấy tuổi còn trẻ thấy mọi người làm gì cũng làm theo cứ tưởng như vậy là có chí khí. Biết đâu thực chất chỉ là kẻ vào hùa. Nhưng rốt cuộc có tìm ra kẻ thủ ác hay không? Vân Phi hỏi quái nhân. Chắc chắn thì ta không dám khẳng định quái nhân lắc đầu. Nhưng có thể nói kẻ ra tay hạ độc các cao thủ là một nhân vật của phái võ đăng. Điều này có thể giải thích được chính trưởng môn của phái này cũng bị chết ở Xuân Phong Tựu Lẩu. Văn bối không hiểu tại sao nếu hung thủ là người của Võ Đăng cớ sau lại sát hại trưởng môn nhân của họ. Người quả là một tên tiểu tử tốt quá nhân nói. Lòng dạ của ngươi ngay thẳng nên mới hỏi ta câu đó. Ngươi không biết rằng đó là một âm mưu hay sao? Giả sử nếu trưởng môn chết thì đương nhiên phải có người thay thế. Ta nói vậy ngươi có hiểu không? Vãn bối hiểu rồi, Vân Phi đã hiểu ra, nhưng nếu như tiền bối dự đoán thì việc tìm ra hung thủ không khó người nắm quyền trưởng môn tất nhiên người thật quá ngây thơ quá nhân lắc đầu không thể khẳng định một cách hồ đồ như vậy những gì ta nói lại với ngươi chỉ là đoán vậy thôi ta chỉ khẳng định rằng chính người của phái võ đang đã làm việc này chứ không có ý nói đến mã nhật xuân nhưng cũng không loại trừ tại sao tiền bối lại có thể khẳng định chính người thuộc phái võ đang gây ra vân phi nói để ta kể tiếp cho người nghe Quá nhân hắng giọng một cái rồi tiếp Lại nói ta cũng như bao kẻ khác khám hở tìm đến Tô Châu Trong tai ta lúc đó chỉ nghe được rằng Lý Lệ Hoa là một nữ ma đầu cần phải loại trừ cho bằng được Nếu để thì thoát thì đúng là một thảm họa cho võ lâm Khi ta đến được nơi đó thì đã sâm sẩm tối Khác hẳn với xưa kia Bến phong kéo lúc nào cũng nhộn nhịp xe ngựa Cái cảnh ngựa xe như nước Áo quần như nêm đâu còn nữa Giờ đây khung cảnh thật nào vắng vẻ Bởi Xuân Phong Tửu lầu danh tiếng một thời đã không còn nữa Nơi xưa kia vốn là một chốn xa hoa Thì nay chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn Thì ra giới vô lâm tức giận Vì tìm không ra chủ nhân của Xuân Phong Tửu lầu Đã ra tay phá hủy tất cả Tìm mãi cũng chẳng phát hiện được gì Ta tìm vào một tiểu điếm Tìm chút gì ăn cho đỡ đói bụng Ta gặp một lão già đang đi qua liền đuổi theo rồi hỏi Lão trưởng tại hạ từ xa đến đây Xin hỏi lão chồng quanh đây có quán xá nào không? Ái cha! Lão già thấy ta hỏi như vậy thì kêu lên một tiếng vẻ phiền muộn. Thiếu hiệp muốn tìm một quán ăn vào giờ này thì kiếm đâu ra? Sư kia nơi đây nhộn nhịp lắm, lúc nào cũng đông vui, thâu đêm suốt sáng, còn bây giờ thì... Lão trưởng bây giờ thì sao? Ta hỏi lão. Bây giờ thì chẳng có ma nào tìm đến đây cả, chính vì vậy cũng có nhiều người mở quán sông ế ẩm nên đóng cửa hết rồi vì sao lại đến nỗi như vậy ta hỏi rõ à từ khi có việc xảy ra ở xuân phong tửu lầu đó nghe đâu có nhiều người bị đầu độc chết phải không hình như chủ nhân của xuân phong tửu lầu đã làm việc này không phải đâu lão giả lắc đầu đó chỉ là lời đồn đại tiêu hiệp thử nghĩ coi đang buôn bán làm ăn phát đạt lại giết người để làm gì ta nghe lão nói cũng có lính liền bảo lão trưởng tài hạ muốn mời lão trận đi uống vài chén rượu cho ấm bụng có được chăng lão đã bảo không có quán xá nào mở cửa vào lúc này nếu quả thật thiếu hiệp đói bụng lại đang kèm rượu thì lão mời thiếu hiệp tới nhà uống tạm chén rượu nhạt vậy thì tốt quá ta vội nói lão đi vòng vèo một hồi lâu rồi đưa ta tới một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn nằm ở một con đường nhỏ lão mở cánh cửa ọp ẹp rồi bảo thiếu hiệp đừng chê lão bần hàn xin hãy bước vào nhà ngồi nói chuyện trong nhà có ba phòng Lão mời ta ngồi xuống gian phòng ngoài rồi nói Trong nhà có ít đồ nhắm Thiếu hiệp ngồi chơi một nát Nó sẽ mang ra ngay Một nát sau lão mang ra một cái mâm Trên có ít thịt và một bình rượu Ta uống cạn ngay rồi đặt chén rượu xuống bàn Lão già cầm đũa gấp một miếng thịt Bỏ vào bát cho ta rồi hỏi Nếu lão không nhầm thì thiếu hiệp là người trong võ lâm Sao lão trưởng lại nói như vậy Ta hỏi Thứ nhất qua cách ăn mặc của thiếu hiệp Nên lão mới đoán vậy Thứ hai từ lâu nơi đây khách thương buôn rất ít khi lui tới Những người đến đây đa phần đều là người của võ lâm cả Lão đã gặp rất nhiều người như vậy rồi Phần nhiều đều là người rất thông dữ Chỉ duy nhất có thiếu hiệp là Lão trượng nhận xét như vậy hẳn có ý gì Lão già không trả lời một lúc sau lão hỏi lại Lão hỏi công này hơi tò mò một chút Không biết thiếu hiệp tới đây là vì Việc xảy ra ở Xuân Phong Tửu Lầu hay không Thấy não đoán đúng ta hơi giật mình Xong nhìn kỹ não già thì không có gì đáng ngại ta đáp Lão trưởng nói đúng đó Tài hạ sở gì tới đây cũng chỉ muốn biết thật cư thế nào Nếu đúng như lời đồn của thiên hạ Thì sẵn sàng ra tay chữ bảo Thật là oan cho chủ nhân của Xuân Phong tử lẩu quá Lão biết chuyện này hay sao Lão biết nhưng nói ra liệu thiếu hiệp có tin hay không Giả sử nếu lão chứng minh được kẻ ra tay hạ độc không phải là nữ chủ nhân của Xuân Phong tẩu lầu thì sao? Lão có thể chứng minh được điều đó ta mừng rỡ nói tài hạ xin hứa sẽ quyết ra tay binh vực nhưng một mình thiếu hiệp liệu có làm nổi việc đó hay không chuyện này rất quan trọng nếu thiếu hiệp ra tay binh vực cho vị nữ chủ nhân ấy thì cũng có nghĩa là thiếu hiệp chống lại quần hùng tài hạ dù có chết cũng không thể làm ngơ lão trưởng đừng ngại gì cả lão tin ở thiếu hiệp lão giả nói chính vì tin ở thiếu hiệp lão mới mời thiếu hiệp tới đây để gặp một người Người nào vậy ta hỏi dồn Lão già không đáp chỉ vỗ tay ba cái Từ phía sau một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp bước ra Tuy ăn mặc sành soàng Xong ta nhận ra người này nhất định không phải xuất tân từ nơi bẩn hạn Nếu những gì ta đoán là đúng Thì tại sao nàng ta lại ở một căn nhà tồi tàn như vậy Nàng có phải là ái nữ của lão già này không Thiếu hiệp người này là Nữ nhân thấy ta thì vòng tay thi lễ Ta tự nói trước tại hạ nạt đặng nguyên kính dám hỏi nguyên nhân chưa kịp đáp thì lão già đã đỡ lời người này chính là lý lệ hoa chủ nhân của xuân phong tiểu lầu người mà thiếu hiệp hẳn muốn tìm kiếm ta ngẩn người ra không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy quan hào cả trăm người đang tìm bằng đợt lý lệ hoa mà không thấy vậy mà thật lòng khi tới đây lòng ta vô cùng tức giận song trước tình cảnh này ta không biết nên như thế nào nữa ta nghiêm giọng hỏi lại cô nương phải chăng cô nương chính là Lý Lệ Hoa? Dạ phải nữ nhân gật đầu. Có phải Đại Hiệp đang muốn tìm ta để trả thù cho bốn chục mạng người ở Xuân Phong Tửu lâu phải không? Đúng vậy ta nói ngay. Nhưng Tài Hạ muốn biết có phải chính cô nương đang ra tay? Ta, ta không làm việc đó Lý Lệ Hoa ngắt lời. Đại Hiệp thử nghĩ coi ta làm như vậy thì được lợi ích gì chứ? Ta không sợ chết đâu nhưng nếu chết mà chưa minh oan được thì đau đớn lắm. Ta thấy Lý Lệ Hoa tuy là một nữ nhân song khẩu khí thì đúng là của một trang nam nhi hảo hán. Xét cho cùng thì bất cứ việc gì người ta làm đều phải có mục đích cả. Lý Lệ Hoa nói có lý, nàng hạ sát bốn chục người để làm gì. Thiếu Hiệp không biết đấy thôi. Lão giả nói, Lý cô nương đây tài sắc vẹn toàn nên có không ít vương tôn công tử cũng như giới võ lâm giang hồ đều để mắt tới. Song thủy trong Lý cô nương chưa để mắt tới ai vì thế mà nhiều kẻ đã sinh lòng thù hận dốc tâm hãm hại lão trưởng tại sao lão lại nói tất cả những chuyện này cho tại hạ lão thấy rất tin tưởng ở đại hiệp nên mới mạnh dạn nói hết cho đại hiệp nghe lý côn nương đây tuy không phải là thân thích gì với lão nhưng làm người há chẳng biết câu thấy sự bất bình há lại khoanh tay lão muốn ta đứng ra giải thích cho quần hùng để minh ngoan cho lý côn nương hay sao lão biết là việc đó không dễ lão giả nói đại hiệp lý lệ hoa lên tiếng những gì ta nói với đại hiệp đều là sự thật dù đại hiệp tin hay không tin thì ta cũng đành phải chịu thôi ta ra gặp đại hiệp thế này là đã chấp nhận tất cả đại hiệp muốn bắt hay giết ta thì tùy ý ta không có điều chi phải ân hận cả lý cô nương không phải ta là người không biết lẽ phải cô nương là nữ nhân mà còn khí khái như vậy huống chi ta là bậc nam tử lại rụt cổ lại không dám bênh vực cô nương hay sao Tuy nhiên vấn đề là việc này đã gây ẩm mấy trong giang hồ Muốn minh oan cho cô nương không phải dễ ít ra thể Ý đại hiệp muốn nói Ta muốn nói là Đặng nguyên kính ngắt lời Thuyết phục trước quần hào không thể nói khơi khơi như vừa rồi Mà phải có bằng chứng Bằng chứng ư lão già nhắc lại Bằng chứng thì lão Lão có đấy Lão trượng Lão trượng biết Phải lão già gật đầu Lão không biết họ tên y nhưng hẳn y phải là người của phái võ đăng. Lão không phải là người của võ lâm sao nhận xét được như vậy. Rồi lão sẽ kể cho đại hiệp ngay bây giờ. Lão già chậm rãi nói. Người đó đã đến một tiệm thuốc bắc. Y mua độc dược trăng. Đúng vậy. Tiệm thuốc bắc ấy ở đâu sao lão trưởng lại biết rõ như vậy. Quanh đây chỉ có một tiệm thuốc bắc nổi tiếng nhất cả trăm năm nay không chỉ của dân quanh vùng mà những người khách ở xa hàng trăm dặm cũng nghe danh để tới mua thuốc. Đó là tiệm thuốc Bắc Phước Xanh Đường. Phước Xanh Đường, Đặng Nguyên Kính nhắc lại, hình như vừa nãy chúng ta đã đi qua thì phải. Đúng đó lão già gật đầu, Phước Xanh Đường ở rất gần với Xuân Phong Tửu lâu Ngôi nhà to lớn đóng cửa im mỉm mà Đại Hiệp đã đi qua hồi nãy chính là tiệm thuốc Bắc đó. Tiệm Phước Xanh Đường không mở cửa nữa hay sao? Đặng Nguyên Kính hỏi phải lão già có vẻ đau khổ nói cơ nghiệp hàng trăm năm phút chốc đã trở thành hoang phế cũng chỉ vì một lỗi lầm vậy có phải lão là đặng nguyên kính giật mình hỏi lão lão chính là chủ tiệm phước xanh đường đó thì ra là như vậy đặng nguyên kính nghĩ bụng thảo nào mà lão lại biết tất cả trong lòng cảm thấy phấn khích nên đặng nguyên kính hỏi tiếp lão trưởng câu chuyện ra sao xin lão trưởng vui lòng kể hết cho tại hạ hôm đó Hôm đó vào khoảng hơi khuya khi nó chuẩn bị đóng cửa hàng thì bỗng có một người bước vào. "Mới giờ này mà lão đã đóng cửa rồi hay sao?" người khách hỏi. Lão quay lại nhìn xem là ai, người này ăn mặc theo lối đạo sĩ, nhưng lại đội một cái nón rộng vành che kín nửa mặt nên không nhìn rõ dung mạo. "Quý khách cần gì?" lão nói, "Có người nhà bệnh hay sao mà đêm hôm thế này?" "Không có ai bệnh cả, khách lạ lạnh lùng nói. Ta chỉ đến mua ít thuốc về dùng thôi Sao quý khách không đợi đến sáng mai có phải được hơn không Nếu không có gì cần kiếp lắm Người bán hàng mà sao lại ăn nói như vậy Người lạ gần giọng Có khách tới mua thì phải vui vẻ chứ Quý khách hiểu lầm rồi Lão nói Chẳng hay quý khách muốn mua loại thuốc gì vậy Y lạnh nhạt trả lời Ta muốn kiếm một thứ Ở đây hẳn là có mộc vân linh chứ Mộc vân linh Lão kêu lên Cách này là một loại độc dược đó nếu không phải là danh y thì không sử dụng được đâu loại này thường khi dùng phải hết sức thận trọng ta nghe nói mộc vân ninh chữa bệnh rất công hiệu kia mà đúng vậy nhưng một phân lượng của nó có thể chia ra cho cả năm người nếu dùng không đúng liều lượng sẽ rất nguy hiểm nhất là nhất là làm sao nhất là nó có một vài cấm kỵ chẳng hạn như không bao giờ được dùng chung với sa bà tử cả hai thứ này mà phối hợp lại thì lão có cả hai thứ đó chứ ở đây không vô lý phước xanh đừng nổi danh thiên hạ lẽ nào hai thứ thuốc tầm thường như vậy lại không có không phải là không có lão nói nhưng thuốc này không được phép bán ra ngoài người sẽ bán thôi khách lạ nói rồi tiến đến một bước vươn bàn tay phải chụp lấy cổ tay lão bóp mạnh một cái lão có cảm giác như cổ tay suýt bị nát vụn ra đến nơi người có bán hay không hay muốn ta mạnh tay tí nữa được, được lão bán. Thế có phải hơn không người lạ buông tay ra? Ta đành phải mở ngăn kéo lấy ra cho im một nhúm nhỏ. Chỉ có thế này thôi ư gã hỏi. Quý khách còn chơi ít hay sao? Nếu, nếu. Thôi được rồi, nhưng bữa nay ta không đem theo tiền ngươi cầm cái này làm tin. Gã móc trong bọc đưa cho ta một tấm thẻ bài có ghi dấu hiệu của phái vót đang rồi nói. Mai ta sẽ quay lại trả tiền ngươi phải giữ cẩn thận cho ta. Các hạ có thể nói cho lão biết các hạ mua thứ này để làm gì hay không? Ta muốn giết người, gã lạnh lùng nói. Các hạ không sợ lão sẽ tiết lộ việc này hay sao? Người cũng đồng lõa với ta thì ta còn sợ gì kia chứ? Gã cởi nham hiểm, hơn nữa phái võ đang thì thiếu gì người, biết ai mà tìm. Kể xong chuyện lão già đưa ra tấm lệnh bài rồi nói. Đại hiệp hay cất vật này rất có thể nó sẽ có ích đó. Dù có tấm lạnh bài này cũng khó có thể chứng minh được điều gì cả. Hơn nữa quần hào đang truy tìm cô nương rất gắt cao. Tốt hơn cả là tài hạ sẽ dắt cô nương đi trốn mọi việc sẽ tính sau không hiểu ý cô nương thế nào. Đại hiệp có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm không làm thế có nghĩa là chống lại quần hùng đó. Vì sự an nguy của nàng nên ta và nàng đã mai danh ẩn tích ở một nơi xa xăm. Hy vọng không ai có thể tìm ra được. Chúng ta sống yên ổn như thế được khoảng một năm sinh hạ được một nữ tử bụ bấm xinh đẹp song lòng ta vẫn luôn ấp ổ sẽ sáng chế ra được một thứ võ công mới ngõ hầu có khả năng chống cự được với huyết ma giáo chủ và trả được mối hận điều này thật khó vì hiền thế của ta không biết võ công nhưng bổ lại ta cũng không ngờ nàng lại có một trí thông minh tuyệt vời ta và nàng hàng ngày đã ôn luyện kiếm cùng nhau nàng tỏ ra rất am hiểu và tiếp thu rất nhanh một hôm nàng bảo ta Võ công của muội so với huynh kém xa quá E rằng cứ tập mãi thế này cũng chẳng đạt được kết quả Theo ý nàng thì phải làm sao bây giờ ta hỏi lại Cái gì cũng vậy nhất là võ công nếu không có thời gian và khổ luyện thì muội hiểu mà nàng trả lời ta Nhưng không lẽ chẳng còn cách nào để rút ngắn thời gian hay sao Không thể ta lắc đầu trừ phi Trừ phi chúng ta là những kỳ nhân võ học hoặc một kỳ duyên nào đó xảy ra không nên ngồi chờ sung rộng mà phải trèo lên cây mà hái nàng mỉm cười muội có một ý tưởng này ý tưởng gì vậy ta giật sòng. giả sử huynh cùng lúc chống đỡ với hai loại binh khí hình dáng khác nhau nặng nhẹ khác nhau nhanh chậm cũng khác nhau huynh thấy thế nào rất khó ta thừa nhận nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ ta hỏi đấy nhé nàng cười đoạn cầm cái ghế lên bẻ gãy một chân rồi bảo ta nếu Huynh phải ngồi trên ghế gãy một chân này thì Huynh có làm được hay không? Dĩ nhiên là có thể ta đáp nhưng rõ ràng là không được vững vì phải ngồi vào một góc. Nếu như ta nghĩ ra được một thứ võ công gì đó cũng khập khiễng như cái ghế này chẳng hạn thì huynh nghĩ sao? Ta, ta thực tình chưa hiểu muội định nói gì. Có nghĩa là, nàng khẽ nói, muội đã nghĩ ra một pho kiếm pháp. Khi hai người liên thủ với nhau thì người có võ công cao sẽ bổ khuyết cho người có công phu thấp hơn cũng giống như huynh phải chống đỡ với hai loại vũ khí nặng nhẹ khác nhau vậy. Duy chỉ có một điều là thứ kiếm pháp này nhất định phải đổ một nam một nữ luyện tập thì mới có hiệu quả. Đó là dựa vào nguyên tắc âm dương. Khi dương trưởng thì âm tiêu, khi âm trưởng thì dương tiêu. Hai người này đương nhiên là phải tâm đầu ý hợp thì mới đồng thành tương ứng, đồng khí tương cầu được. Điều đặc biệt của kiếm pháp là phải hư hư thực thực, đối phương khó có thể phát hiện được trong hai địch thủ ai là người có công phu kém hơn và chính y sẽ bị đả bại bởi người có võ công kém hơn hắn rất nhiều lần thật là tuyệt diệu ta vỗ tay reo lên năm xưa trung an nam tổ sư của môn phái đường lang chỉ vì nhìn hai con bọ ngựa mà phát minh ra đường lang quyển thì nay lý lệ hoa chỉ cần nhìn một chiếc cưới gãy đừng có tân bốc muộn như thế nàng cười nói Muội đâu có xứng đáng được ví với các bậc danh sư võ học, chẳng qua là bí quá nên nghĩ bậy vậy thôi, muội định đặt tên cho kiếm pháp này là Khuyết Túc Kiếm, ta nói đùa. Không, nàng nghiêm trang nói, ai lại đặt một cái tên như thế bao giờ, kiếm pháp này có tên nào Uyên Ương Kiếm hay quá ta gieo lên tán thành rồi lẩm bẩm, Uyên Ương Kiếm, Uyên Ương Kiếm thế mới được. Thế rồi một ngày kia trong khi đang say sưa luyện kiếm, thì tai họa lại ập tới không hiểu bằng cách nào nơi ẩn náu của chúng ta bị bại lộ hàng trăm cao thủ mà phần lớn là các hảo thủ thuộc các danh môn chính phái ập tới bọn chúng chẳng cần đếm xỉa gì đến luật lệ giang hồ liên thủ hành động chỉ cốt giết bằng được phu phổ ta lẽ dĩ nhiên mãnh hổ nan địch quẩn hổ kết cục cuối cùng thật là bi thảm nàng đã bỏ mạng dưới loạn đau của bọn chúng còn ta may mắn nắm mới thoát được cùng với hải nhi song vết thương trên người ta rất là trầm trọng mình chết cũng được miễn sao nào bảo toàn được sinh mạng cho ái nữ. Ta thầm tự nhủ rồi dáng hết sức lực băng rừng vượt suối để lẩn trốn khỏi tay mắt của giới vô lâm. Đói khát và kiệt sức, ngày thì ăn trái cây uống nước suối, đêm thì lấy đất làm giường lá cây làm mền để đắp cho qua cái lạnh lẽo ghê ngợi. Cũng may vết thương cũng đỡ được phần nào, còn ái nữ tuy chỉ ăn quả rừng và uống nước suối nhưng vẫn khỏe mạnh như thường. Hôm đó ta chạy đến chính chỗ này thì đã quá mệt nên ngả lưng xuống đất đỉnh bỗng lắt nữa sẽ đi tiếp tìm đường về cực lạc giáo. Vừa chập mắt bỗng như thấy có ai đó vừa xuất hiện đang đứng cạnh mình. Ta bật dậy xong thật là may mắn người đứng cạnh ta không phải là kẻ thù mà chính là tam sư muội của ta. Tam sư muội ta mệt mỏi nói làm sao mà muội lại tới được chỗ này. May quá ta, ta kiệt sức mất rồi thật may mà gặp được muội Ta đi tìm sư huynh, Mộ nói giọng lạnh tanh. Vậy sao còn nhị đệ và tứ tứ? Hừm, Mộ rồng giọng mỗi hờ lên một tiếng. Ta chưa kịp hết ngạc nhiên thì Mộ hỏi không có chút gì là thiện cảm. Đứa bé này là thế nào? Có phải nhi tử của ngươi không? Nghe khẩu khí ta biết ngay phải có chuyện gì đó xảy ra rồi. Rõ ràng là việc Mộ xuất hiện ở đây là hoàn toàn không có hảo ý. Tuy vậy ta cũng đành phải trả lời Mộ. Đúng thế, đứa bé này là giọt máu của ta. Mẫu thân nó đã chết dưới tay của quần hảo Ta sợ rằng với thương thế này của ta Khó có thể chăm sóc nó nên người Ta muốn nhờ muội không hiểu muội có thể Hà 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 Ngươi định nhờ cậy ta chăm sóc cho nó phải không Đúng thế ta đâu còn cách nào khác Ta trả lời một cách tuyệt vọng Chúng ta là huynh muội với nhau mà Ta không hứa được Đột nhiên mụ nói thanh âm vẫn không có gì thay đổi Tại sao Lại còn hỏi tại sao ư ừ. Mộ rít lên Ngươi không phải là sư huynh của ta nữa Ngươi đã phản bội sư môn Phản bội này những lời giáo huấn của sư phụ Để đi theo một nữ ma đầu tội ác tẩy trời Một kẻ mà toàn thể võ lâm Đều coi là kẻ thù không đội trời chung Sư muội hay bình tâm lại nào Không lẽ sư muội cũng hồ đồ như thế Được sao trước kia Hôm Mộ lại dùng giọng mũi hứa lên một cái Vụ đầu độc tại Xuân Phong Tửu lâu. Đó là một âm mưu độc ác ta vội nói người ra tay làm việc đó không phải lý lệ hoa đâu ta vội nói huynh đã cố công dò la sử thật về chuyện này nên đã phát hiện ra kẻ đó không phải ai khác mà chính là ngươi khỏi rầm lời mộ cắt ngang lời ta bây giờ ngươi bị con ma đầu ấy mê hoặc thì muốn nói gì mà chẳng được đương nhiên là ngươi phải bênh vực thị rồi không ai lại tự chặt tay của mình bao giờ sư muội không hiểu ta năm xưa không có ích gì đâu mộ cắt ngang ta không bao giờ bắt tay cùng giới tà ma ngoại đạo ta đã chẳng nói giữa ta và ngươi đâu còn tình huynh muội đó sao sư muội thật là cố chấp ta nói không lẽ muội không tin ta mà lại tin lời quần hồng bọn chúng thực ra chỉ là một lũ tiểu nhân không hơn không kém mà thôi cầm miệng mụ đột ngột quát lên ngươi đừng hòng lung lạc nổi ta đâu đừng có dòm lời vô ích ngươi nên nhớ phàm là người học võ phải thực hành công đạo chẳng kể tình thân sơ lúc này quả thật ta mới hiểu mình đang ở trong một tình cảnh hết sức bi thảm võ công thì chưa hồi phục khó lòng mà đương cự được mộ nếu bình thường thì còn lâu mộ mới là đối thủ của ta rõ ràng là mộ đang chiếm phần tiện nghi phần ta cái chết chẳng có gì là đáng sợ dù trước hay sau thì có gì là khác nhau điều ta lo lắng chính là ái nữ ta giọt máu của ta và nàng thôi được ta nói hiện thời ta đang trong tay ngươi Ngươi muốn làm gì mà chẳng được Ngươi nhất định không chịu nghe lời giải thích của ta Thì ta cũng đành chịu Ngươi muốn bảo ta là ma đầu phản bội sư môn hay gì gì cũng được Cứ cho nặng ngươi đúng tội ta thì ta chịu Ta muốn hỏi ngươi định xử trí thế nào đây Ngươi còn làm bộ ngây thơ Mộ giết lên Dĩ nhiên ta sẽ giết ngươi để trừ cho võ lâm một mối họa Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao Mộ ngừng một nát rồi mới thong thả nói tiếp ta vốn là người có lòng nhân ái riêng với ngươi dù thế nào trước kia ta và ngươi cũng là đồng môn với nhau vì thế lần này ta có một ngoại lệ đã vậy thì ngươi cứ việc mà thực hành công đạo ta ngắt lời mộ ta không có gì phải cầu xin ngươi cả tuy nhiên đứa bé này chẳng có tội tình gì ta cầu xin ngươi hãy tha cho nó tha thì không được mộ lắc đầu mà không tha thì đúng hơn có câu nhổ quả phải nhổ tận gốc chẳng lẽ ngươi không biết ta dùng mình ấn lạnh vậy là mộ đã có giá tâm giết cả hai phụ tử ta ta đành năn nỉ sư muội sư muội hãy nghĩ lại đi ta cầu xin ngươi đó mộ nhìn ta bằng cặp mắt sắc lạnh rồi đột nhiên mộ nghiêm giọng nói thôi được nể lời cầu xin của ngươi ta sẽ tha cho nó thật sao ta cơ hồ muốn quỳ xuống sụp lại mộ phải không những thế ta còn nuôi dưỡng nó lớn khôn thay ngươi nhưng ngươi cũng nên biết đây chỉ là một cuộc trao đổi thôi Ngươi phải tuân theo hai điều kiện Điều kiện gì ta kêu lên Sư muội hãy nói mau đi ta sẽ ưng thuận hết Hãy giao lệnh bài của trưởng môn cho ta Mộ lạnh lộn nói Điều này có khó gì Ta nói rồi lấy trong người ta ra một miếng đồng hình vuông Bên trên có chạm nổi hình một vòng tròn đen trắng Biểu tượng của cực lạc giáo Mộ do tay chộp lấy tấm lệnh bài lộ vẻ mừng rỡ Rồi cầm trong lòng bàn tay ngắm nghĩa rất kỹ đoạn bỏ ngay vào cái bọc vân đeo bên người còn điều kiện thứ hai là gì ta sốt ruột hỏi dễ dàng thôi ngươi sẽ không bao giờ được khé môi nói cho bất kỳ ai về câu chuyện hôm nay rằng ngươi có một ái nữ có nghĩa là có nghĩa là mộ nhắc lại ta sẽ để cho ngươi sống nhưng hài tử này là của ta vĩnh viễn ngươi không bao giờ được thấy lại nó nếu như sau này việc bị tiết lộ ta sẽ giết nó ngay ngươi hiểu rõ điều đó chứ Ta hiểu, ta hiểu, ta đồng ý. Tốt, mộ tỏ ra hài lòng, còn một việc này nữa. Ngươi vừa nói với ta chỉ có hai điều kiện kia mà, ta ngạc nhiên hỏi. Đây không phải là điều kiện ta đặt cho ngươi. Mộ cười một cách độc ác, ta muốn được yên tâm được bảo đảm rằng những điều ngươi nói với ta là sự thật. Không lẽ ta lại nói sai? Ngươi xem hoàn cảnh ta đâu có thể làm gì khác. Dĩ nhiên nhưng còn sau này, sau này thì sao? Giả sử ngươi phục hồi công lực Lúc ấy ta làm thế nào mà tin ngươi được Vì thế ta Ta sẽ chọc mù mắt ngươi để ngươi không bao giờ nhìn thấy được ta Ta cũng sẽ bẻ gãy chân ngươi để ngươi không thể nào kiếm được ta để trả thù Ha 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 Như thế ta mới có thể yên tâm được Vừa rút lời nhanh như chớp mộ xuất thủ cực kỳ mau lẹ Ta chỉ thấy đau nhói nơi hai con mắt bởi lấy kiếm của mộ Rồi máu chảy chan hòa ra đầy mặt Trong lúc ta đưa hai tay bưng lấy mặt thì đã nghe rắc rắc hai lần Ta đã bị mụ bẻ quạt gãy hai chân ra phía sau Ta đau đớn không sao chịu nổi nên ngất niệm đi Không hiểu đến bao lâu ta mới tỉnh dậy Còn mộ đã biến mất từ lúc nào rồi Thật là tàn ác còn hơn cả loài cầm thú Phi vân thốt lên gã không thể nào có thể tưởng tượng được Trên đời này lại có một người lòng dạ ác độc đến như vậy Ngừng một nát quái nhân nói tiếp Thì ra mụ đã dấp tâm đoạt chức trưởng môn từ lâu mộ đã đem lòng thù hận ta vì đã được sư phụ tin tưởng phó thác cho trọng trách đó là chưa kể còn một việc nữa tiền bối không né đối với sư phụ mộ cũng phi vân hỏi không phải mộ đem lòng yêu thương nhị sư đệ từ lâu song nhị sư đệ đâu có yêu thương mộ mà lại yêu thương tứ sư muội chính vì vậy mà mộ đem lòng thù hận tất cả tiền bối vân phi thế nào có vẻ đau thương thì vội nói từ nay đến giờ tiền bối chưa nói tên mộ là ai nếu như sau này. Vân Phi Đỉnh nói sau này nếu y gặp được mộ thì sẽ quyết tâm trả thù cho lão. Xong cả lại im bặt vì biết rằng với cơ thể ốm yếu của mình võ công lại không có. Hơn nữa cũng chẳng sống được bao lâu thì còn nói chuyện trả thù làm gì vì thế gã im bặt. Ta hiểu lòng ngươi quái nhân hài lòng nói. Vân Nhi, ngươi chọn không lòng người rồi đó tiểu tử này lòng dạ ngay thẳng đúng với câu anh hùng tự thỏa thiếu niên. Lão bóng buông tiếng thở dài Tuy nhiên nói tất cả với ngươi bây giờ Thì không có loại lại vô cùng nguy hiểm cho ngươi Vì vậy ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật câu chuyện ngày hôm nay Luôn cả chỗ ở của ta Bí mật này giữ được thì tính mạng của ngươi và Vân Nhi sẽ được an toàn Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ truyền thủ kiếm quyết cho Vân Nhi và ngươi Ngươi nên nhớ võ công của Vân Nhi rất cao Nên có thể thay ta ngoài giờ chỉ điểm thêm cho ngươi Còn một điều nữa là quái nhân chẳng ngâm tiếp Ngươi phải tâm đầu ý hiệp với Vân Nhi thì mới luyện có kết quả được. Bây giờ ngươi còn nhỏ, sau này ta sẽ nói thêm. Hồi thứ 11, Hắc Y Nhân đã bại tam trưởng môn. Dặn dò cẩn thận xong quá nhân tiếp. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ truyền thổ khẩu quyết uyên đương kiếm pháp cho ngươi. Ngươi đã có thể bắt đầu luyện tập được rồi, tuy nhiên cơ thể ngươi kinh mạch lệch lạc, chân khí hỗn loạn. Nên việc luyện tập sau này e rằng sẽ phát sinh huyết bệnh. Vì thế ta muốn truyền khẩu quyết cực lạc thần công cho ngươi luôn thể. May ra với thần công tối thượng này kinh mạch ngươi có thể điều chỉnh được cũng không chẳng. Tiền bối vân phi kêu lên. Võ học cao thâm vãn bối sợ rằng không tiếp thu nổi chỉ tiếc. Chỉ tiếc tâm cơ của tiền bối uổng phí mà thôi. Đồ ngốc quái nhân quát lên. Ta bảo ngươi học thì ngươi cứ học. Còn lãnh hội được đến đâu là do cơ duyên của ngươi. Ta đâu có quyết định được ngươi hãy chú ý nghe ta đây. Nói xong quái nhân bỗng hạ thấp giọng xuống rồi thì thầm rất khẽ Làm những lão chỉ muốn nói cho Vân Phi nghe mà thôi Vân Phi nghe tuy không hiểu gì mấy xong gã cũng cố gắng nhập tâm cho bằng được Tự nhổ rằng những lúc yên tĩnh gã sẽ tìm hiểu sâu hơn Thế nào quái nhân bỗng dừng lại rồi hỏi Vân Phi Ta nói từ nãy giờ ngươi có nghe không đó Thưa tiền bối vẫn bối vẫn đang nghe đó ạ à, Vân Phi trả lời Ngươi đọc lại ta quay quái nhân ra lệnh phàm là đạo dịch trong trời đất nếu dày quá thì phải xả cho vơi bớt hết thiếu thì phải thêm vào thân thể con người cũng vậy có đủ cả gốc của tiên thiên và hậu thiên chấn là gốc của tiên thiên tốn là gốc của hậu thiên gốc là cội dễ là nguồn nguồn mà được tích tổ thì dòng nước càng dài dễ mà được cung tưới thì càng xanh bởi thế cành lá tươi tốt cũng là lẽ tự nhiên vậy vậy thì phải làm thế nào để dày mà không đi đến chỗ quá mà thiếu thì phải được bổ. Bệnh của ngươi nào do chưa đổ nên gọi là bất túc cũng giống như chưa có gốc mà đã có ngọn vậy. Chân khí tiên thiên vốn nằm ở quả thận, là nguồn của thiên nhất thủy hỏa, bất tương giao tất sẽ sinh bệnh nội thương khó chữa. Nếu không biết cách điều chỉnh thì sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma là lẽ đương nhiên. Nhiều kẻ vì muốn nhanh chóng được thành tựu nên đã điên điên cuồng cuồng là vậy. Chân khí trong cơ thể ngươi hiện thời giống như con ngựa trứng không thể điều khiển được rất may mà ngươi chưa luyện một môn công phu nội gian nào Bằng không thì ngươi hẳn đã bỏ mạng rồi Cực lạc thần công có thể giúp ngươi đạt được một nội lực kinh hồn Khẩu quyết ngươi đã biết nhưng cũng đừng nên nóng vội Vì rất có thể ngươi không chịu đựng nổi Ngươi cần phải có một danh y Thoáng đã hơn một tháng Thúy Vân và Vân Phi ngày nào cũng lén xuống hang với quái nhân Để được lão truyền thủ võ công và luyện kiếm Cũng may là trong thời gian này bà bà lại đi vắng Nên việc xuống hang cũng không mấy trở ngại vân phi vốn rất thông minh gã tiếp thu rất nhanh giữa gã và thúy vân rất tương đồng ý hợp hôm đó trên đường trở về thúy vân bảo gã muội rất lo no vì sắp đến kỳ hạn bà bà trở về rồi không biết muội lo là chúng ta sẽ không thể lén xuống hang thăm quái nhân nữa chứ gì vân phi hỏi không phải thúy vân buồn bã nói giả sử địch thần y chớ cho huynh khỏi bệnh rồi thì muội không mừng cho ta sao vân phi ngạc nhiên hỏi không phải thế, Thúy Vân nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng. Muội sợ rằng huynh sẽ rời muội mà đi mất, chắc chắn bà bà sẽ làm việc đó. Ừ nhỉ, Vân Phi ngẩn người ra, chính gã cũng đã để ý đến điều này. Gã quên phát rằng chính gã cũng chỉ là một vật để trao đổi giữa bà bà và người mặt nợt mà thôi. Giờ đây những ngày tháng ngắn ngồi sống bên nàng đối với Vân Phi sắp tan thành mây khói. Gã dịu dàng nói với Thúy Vân, huynh có việc này muốn hỏi muội không biết có được không? tại sao lại không kia chứ thúy vân những đôi lông mày cong như lá liễu lên có bao giờ muội từ chối huynh với muội thoạt đầu huynh chỉ là một người xa lạ được bà bà mang về đây tại sao tại sao muội lại tin tưởng huynh đến thế kia chứ muội cũng không biết nữa thúy vân nói có vẻ ngập ngừng chỉ là tự nhiên muội thấy thấy có thể nói đến đó thúy vân ngập ngừng dường như khó thốt nên lời nhất mặt nàng rõ ràng là đang rất sao xuyến muội đừng lo vân phi an ủi huynh tin rằng dù có phải xa muội nhưng rồi nhất định chúng ta sẽ gặp lại gầm trời này đâu đến nỗi quá rộng lớn để chia cách chúng ta mãi mãi được hay là ánh mắt thúy vân chật lóe sáng lên muội có một ý kiến này không hiểu muội nói ngay đi vân phi hỏi dồn huynh đừng trở lại với bà bà nữa cứ xuống dưới thạch động với lão tiền bối muội tin rằng lão tiền bối có khả năng chữa cho huynh khỏi bệnh đó thế còn muội thì sao Vân Phi lắc đầu Bà bà đã giao huynh cho muội Giả sử đột nhân huynh biến mất nhất định Bà bà sẽ trừng phạt ngay muội biết cách ăn nói mà Thúy Vân đáp ngay Hơn nữa bà bà rất yêu thương muội Chắc hẳn bà bà không trị tội đâu Không được Vân Phi kiên quyết lắc đầu Huynh không thể để muội phải chịu nguy hiểm được Hơn nữa huynh còn có việc liên quan đến Cuộc trao đổi bí mật giữa bà bà và người mặt lật Việc này rất hệ trọng có thể có nhiều uẩn khúc về thân thế của huynh còn muội trước mắt ở với bà bà huynh tin rằng muội sẽ được an toàn sau này dù vật đổi sau giờ nhất định huynh sẽ tìm lại muội huynh hứa đó gã thấy thúy vân im lặng vẻ mặt rầu rầu thì vội nói đùa còn nữa nếu chúng ta không gặp lại nhau thì uyên ương kiếm pháp sẽ bỏ phí hay sao như thế là có tội với lão tiền bối nhất mặt thúy vân lộ rõ vẻ cảm động đột nhiên nàng nắm chặt bàn tay vân phi một cách chân thành rồi nói khẽ huynh thật hiểu lòng muội từ nhỏ đến giờ muội chỉ có mỗi một mình bà bà bên cạnh là người thân thiết cơ duyên đã trao cho chúng ta gặp nhau nên muội rất sợ chúng ta khó lòng gặp lại được nữa hay là để muội nói với bà bà giữ huynh ở lại đây bà bà thương muội chắc không khi nào từ chối khó đấy vân phi lắc đầu muội nên nhớ sở dĩ bà bà chữa bệnh cho huynh cũng chỉ nhằm mục đích là bắt được triệu phi yến lẽ nào đúng vậy thúy vân gật đầu nếu như bà bà mà bắt được triệu phi yến hẳn tính mạng triệu phi yến khó toàn Mọi tin rằng giữa bà bà và triệu phi yến hẳn phải có một mối thù hằn gì sâu sắc lắm vì thế mới chấp nhận năn nỉ địch thần y chữa chạy cho huynh nhưng nếu điều đó xảy ra thì rất nguy hiểm bởi triệu phu nhân có thể là mẫu thân của huynh chúng ta phải tìm cách nào đó để cứu triệu phu nhân muội định chống lại bà bà hay sao Vân Phi hỏi trong lòng thấy cảm kích vô cùng. Gã hiểu Thúy Vân đã vì gã mà chống lại bà bà, người đã cưu mang nàng tử bé. Muội không muốn chống lại bà bà nhưng việc này thì. Thúy Vân chưa nói hết câu, đột nhiên nàng kéo tay Vân Phi rồi lôi tuột gã vào trong bụi rậm gần đó. Đồng thời giơ hai ngón tay lên ra dấu cho gã phải giữ im lặng. Vân Phi nhận ra gã và Thúy Vân đã về gần đến túp lều tranh nơi địch thần y đang ở. Nên nhớ tuy Thúy Vân còn rất nhỏ tuổi Xong ở gần bà bà từ bé đến lớn Nên kiến thức giang hồ của nàng rất rộng Và võ công cũng cao vô cùng Vì thế mà nàng đã phát hiện Thấy có điều không bình thường phía trước Vân Phi còn đang loay hoay Chẳng biết ất giáp gì cả Vì gã vẫn thấy khung cảnh xung quanh Vẫn bình thường Chẳng có chi khác lạ ngoại trừ tiếng gió vi vu Làm lay động lá cây Làm vẳng lên những âm thanh xào xạc Rồi gã bỗng giật mình Vì thấy từ trong căn nhà của địch thần y Một người vừa bước ra người này dáng không cao lắm toàn thân mặc đồ đen kín mít chỉ trừ hai con mắt từ trong hai hốc mắt ấy phát ra luồng hàn quan lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình nguy rồi vân phi nghĩ bụng hẳn hắc y nhân này là kẻ thù của địch thần y rồi rõ ràng nơi này đã bị bại lộ việc hắc y nhân xuất hiện chắc chắn không phải là điểm lành gã quay sang định nói cho thúy vân biết ý định của gã song thấy mặt nàng lộ vẻ cực kỳ căng thẳng nên lại thôi Vân Phi đâu có biết rằng Thúy Vân đang hết sức lo ngại vì nàng biết rất rõ. Kẻ đang xuất hiện bất ngờ ở đây võ công cực kỳ cao. Chỉ nhìn qua bộ pháp của gã, chân gần như không chạm đất thì đủ biết. Hắc y nhân nhẹ nhàng bước ra ngoài. Rõ ràng gã rất yên tâm với công phu của mình nên khó có ai có thể ngăn cản được gã. Hơn nữa việc gã đến đây nhất định là cực kỳ bí mật không ai phát giác được. Hắc y nhân nhìn ngó xung quanh một lát rồi toan phóng mình vọt đi. Ngay lúc ấy một bóng người từ trên một tàng cây cao lao vuốt xuống như một con én đáp bay xuống trước mặt gã. Sở xuất hiện đột ngột của bóng người thứ hai khiến Vân Phi giật mình. Người đó không ai khác hơn là Nam Hoa Bà Bà. Võ công Vân Phi hãy còn non nứt nên các kinh hãi là phải. Vì bà bà vốn là một bà già ốm yếu ho hen mà lúc này thân thổ lại mau lẹ không tả. Giỏi, giỏi lắm. Bà bà cất tiếng the thé quát lên ngươi là ai mà lại dám đột nhập vào đây nam hoa bà bà đó ư ừ, hắc y nhân bật lên chẳng cười nghe trói tai ngươi ngươi không đủ tư cách để hỏi ta câu đó đâu nhé ngươi ngươi biết ta nam hoa bà bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà đã biết danh hiệu ta sao không quỳ xuống xin tha chết cho rồi nam hoa bà bà tức giận nói ngươi mà thành khẩn thì may ra bà bà ta còn có thể cho con đường sống Nghe có vẻ oai vẻ đó Hắc ghi nhân rồng rộng, rộng mũi chế nhạo Được xem ngươi hay ta Phải ai van xin ai nào Đừng dầm lời Nam hoa bà bà quát lớn Nói mau ngươi đến đây có mục đích gì Hà 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 Ta đến ta đi Sơn nay có ai dám hỏi bao giờ Ngươi liệu mà cút khỏi ngay đây Cho khuất mắt ta Hôm nay ta không rảnh để nói chuyện với ngươi Thế là phúc cho ngươi lắm rồi đó Nam Hoa bà bà nổi giận vung cây gậy nhắm người hắc y nhân vụt tới. Cây gậy tuy nhỏ nhưng được làm từ một loại gỗ đặc biệt có tên gọi là thiết mộc tổng. Một loại cây tương tự như cây tùng nhưng gỗ có màu đen như mực. Chỉ mọc ở những vách núi cao không ai có thể leo tới. Gỗ lại rất nặng và cứng gươm đao chém vào là bị quằn nên là một thứ binh khí rất lợi hại. Tuy nặng là vậy nhưng năm hoa bà bà vung lên vụt xuống nhẹ nhàng như cầm một thanh tre vậy. Chỉ trong chớp mắt bà bà đã xuất thủ được mười mấy chiêu Cành phong do cây gậy phát ra nằm lá cây đổ xuống ảo ảo Trong khi ấy Hắc y nhân không hề xuất thủ Y chỉ dùng bộ pháp lắc qua lắc lại một cách tài tình Đã hóa giải một cách dễ dàng những đoàn sát thủ của bà 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 mỗi lúc một điên tiết lên Cây gậy mỗi lúc một nhanh Khi thì quật ngang khi thì đập xuống Lúc thì lại điểm huyệt thật là biến ảo khôn lượng chát một tiếng thì ra thân cây phía sau hắc y nhân bị gậy của bà bà đánh trúng cả cái thân cây to như bắp chân đã bị gãy nằm đôi phát ra một âm thanh khô quẩn. khá lắm khá lắm hắc y nhân bật lên tiếng khen xem ra công phu của ngươi đã tăng tiến lên rất nhiều rồi đó lão phu từ nãy đến giờ đã nhường nhịn ngươi rất nhiều rồi bây giờ tên lượt ngươi thử nếm chút mùi lợi hại vừa dứt câu thì gậy của năm hoa bà bà đã như con rắn bay tới nhanh như tia trước. Quá nhân hạ thấp người một chút Rồi xoay một vòng cườm tay đưa lên như lưỡi dao chém vào cổ tay bà bà Điều kỳ dị là ở chỗ dường như tất cả những động tác của hắc y nhân xảy ra rất nhanh Đồng thời một lúc nhưng không ai kịp nhận ra Lão đã đối phó bằng cách nào Lúc nhận thấy thì đã không kịp trở tay Hắc y nhân đã tiến sát người bà bà trong gang tấc. Chuyệt kỹ hắc y nhân sử dụng thì bất kỳ người luyện võ nào cũng hiểu đó là khi phải chống cự với đối phương có vũ khí dài thì buộc phải tiếp cận sát đối thủ không cho y chiếm phần tiện nghi làm được điều này thì chính đối phương sẽ bị rơi vào tình trạng phiền toái vì vũ khí dài sẽ làm cho gã không được nhanh nhẹn và khó thi triển sở trường nói thì dễ nhưng không phải dễ bởi hơn ai hết người đang uy hiếp hoặc ghi nhân là một cao thủ thượng thẳng đâu có dễ gì để đối phương uy hiếp vấn đề là ở chỗ đó Hắc Y Nhân đã nhanh như chớp hóa giải được chiêu thức của bà bà, mà lại còn phản công một cách kỳ dị khiến ai nhìn vào cũng không khỏi kinh hoàng. Nhất là Nam Hoa bà bà vừa thấy đối phương tránh được đòn của mình, mộ cho kịp thu gậy về đã thấy Hắc Y Nhân xuất hiện rất gần, bàn tay phải xương sầu của gã giơ lên, thế mà ống tay áo rộng của gã căng phòng như cánh bổm gặp gió. Quyền chưa ra mà kình phong đó phát tới ầm ầm như sấm nổ. Giả sử Nam Hoa bà bà mà không tránh được thì át là cổ tay phải của mộ sẽ gãy vội chứ chẳng chơi Nhưng bà bà cũng là một đại cao thổ Nên mộ đâu có dễ dàng thất bại Mộ đành quẳng cây gậy xuống đất Bàn tay ngửa lên ra chiêu diệp để du đảo Một tuyệt kỹ cầm nát thổ Mộ này cũng đáo để thật Hắc y nhân cười sẵn sặc Tay trái gã đưa ra chụp vào cổ tay nam hoa bà bà Tay phải nắm lại thành quyền ra chiêu Độc phách hoa sơn nhắm vào ngay cổ địch thổ diễn biến này tuy nhanh nhưng đối với các cao thủ ai cũng dễ dàng nhận thấy chỉ mới có hai chiêu nhưng hắc y nhân đã buộc năm hoa bà bà phải vứt bỏ vũ khí rõ ràng là đang từ thế thượng phong năm hoa bà bà đã bị dồn vào thế yếu điều này chứng tỏ võ công của hắc y nhân cao không thể tưởng tượng được một người như năm hoa bà bà nếu tung hoành ngang dọc cũng khó có người gọi là đối thủ của mổ thế mà chỉ mới phút chốc hắc y nhân xuất có hai chiêu từ trong bụi rậm Thúy Vân hiểu rất rõ tình thế nguy cấp này. Nếu cứ như tình trạng trước mắt thì có lẽ chỉ trong vòng vài chiêu nữa. Nam Hoa bà bà tất sẽ bị thảm bại. Mặc dù võ công của nàng cũng được xếp vào hạng cao thổ. Nhưng Thúy Vân tử biết kể cả nàng nhảy vào hiệp lực cùng với bà bà cũng không thể nào xoay chuyển được cục diện. Tuy vậy có còn hơn không? Ít ra thì cũng kéo dài thêm được chừng nào hay chừng ấy. Nghĩ xong Thúy Vân ghé vào tai Vân Phi nói nhỏ. Huynh ngồi yên ở đây nhé, đừng có xuất đầu lộ diện mà mất mạng đó để mọi ra giúp bà bà một tay. Nói đoạn nàng nhảy vọt ra ngoài ngay phía sau Hắc Y Nhân. Chỉ nghe một luồng gió phía sau Hắc Y Nhân đã phát hiện có người ứng chiến. Nhờ thế lão thu quyền lại nên bà bà mới tránh khỏi bị đả thương. Thấy Thuy Vân xuất hiện, Nam Hoa bà bà phấn trấn tinh thần tấn công Hắc Y Nhân liên tiếp mấy chiêu liền. Phí Vân cũng rút thanh trưởng kiếm phía sau đâm tả chém hữu, cố gắng nhắm vào những yếu huyệt địch thủ ngõ hầu giải tỏa bớt áp lực đang đè nặng về phía bà bà. Thấy cả mới xuất hiện chỉ là một A đầu, hắc y nhân tỏ ý quay thường ra mặt nó rít lên the thế. Tiểu nha đầu kia mà cũng dám cả gan đối mặt với ta, không sợ chết hay sao? Ngươi trong mặt mũi cũng xinh đẹp lão phu không nỡ giết ngươi, hãy mau tránh xa khỏi chỗ này thì được toàn mạng. Lão vừa nói vững nhưng người tránh khỏi lưỡi gươm của Thúy Vân đâm tới. Tay tả vươn ra sửa chiêu không thủ đoạt bạch nhận. Chộp vào sóng gươm của Thúy Vân. Tay hữu xòe ra thành trưởng đánh nam hoa bả bả. Miệng nói tay đánh đúng là lối xuất thủ của một cao thủ thượng thừa. Điều khó hiểu là võ công của hắc y nhân rất phức tạp không theo một trường phái võ công nào. Nên rất khó nhận diện được chân tướng thật của gã. Thúy Vân thấy đầu mũi kiếm của mình sắp đâm trúng yếu huyệt của hắc y nhân thì cảm mừng chiêu song long bảo nguyệt thường ngày nàng tập vẫn được năm hoa bà bà khen nàng đã đạt được tám phần hỏa hậu huyệt trương môn là một huyệt trọng yếu nằm ở hạ sườn ngay sát xương sườn cột mũi gông của thúy vân rung lên nhắm thẳng vào đó nàng chắc mẩm nếu hắc nhân, nhân tránh được chiêu này thì át hẳn cũng bị trúng trận của bà bà đột nhiên thúy vân thấy cánh tay phải của mình nặng như đeo đá vậy dường như cả tảng núi nặng ngàn cân đè lên sóng gươm khiến nàng mặc dù đã dùng hết sức bình sinh cũng không tài nào nhấc kiếm lên được thì ra hắc y nhân đã xòe bàn tay phải của gã ra nắm chặt vào sống gươm thủ pháp cực kỳ mau lẹ đồng thời kinh lực từ bàn tay của lão truyền vào thanh kiếm khiến cổ tay nàng tê dại một cảm giác đau đớn lạ lùng mà nàng chưa từng gặp bao giờ lan truyền khắp cơ thể nó giống như một tảng băng lạnh buốt đến thấu xương như một lưỡi đau nhọn xuyên qua lòng bàn tay nơi huyệt nao cung rồi chạy lên mu bàn tay nên khuỷu tay nơi huyệt khúc chỉ khiến nàng bổn ruồn cả người cơ hồ muốn đánh rơi vũ khí. Thúy Vân vô cùng kinh hãi. Nàng vội vận hết kinh lực không giữ chặt thanh kiếm. Xong cố gắng này có vẻ như lại còn tệ hại hơn là không dùng sức gì cả. Điều nghịch thường là nàng càng vận sức bao nhiêu thì kinh lực đối phương lại càng tăng lên gấp bội. Nên cảm giác đau đớn cũng vì thế mà đập nhân lên. Nàng nhận thấy ngay rằng nếu mình không lập tức buông kiếm át sẽ bỏ mạng. Tình trạng của năm hoa bà bà cũng chẳng khá hơn mặc dù đã kịp thời đón đỡ đòn đánh của hắc Nghi nhân nhưng hữu trưởng của lão vẫn đánh trúng bả vai của bà bà khiến mộ phải thối lui về phía sau cả chục bước mà vẫn còn lảo đảo đứng không muốn vững trọng lực rất mạnh khiến năm hoa bà bà mặt mày tái mét từ hai bên khóe miệng một dòng máu đen chảy ra nhìn rất ghê giận xét về võ công năm hoa bà bà phải kể là cao thủ bậc nhất thúy vân cũng vậy tuy là hãy còn nhỏ tuổi song đã được tập luyện võ công từ nhỏ nên cũng không phải là loại tầm thường Nhất nào lúc này, cả nàng và bà bà cùng nhau liên thủ thì áp lực không phải ai cũng có thể đối phó được. Vậy mà chỉ qua lại ít chiêu cả hai người đã bị Hắc Y Nhân đánh cho thảm bại. Nam Hoa bà bà Hắc Y Nhân cười lên the thé, "Thật tình hôm nay lão phu không muốn ra tay, nhưng hai người quả thật suy xẻo ép ta phải tiến ngươi về thăm Phật tổ." "Ngươi, ngươi là ai?" Nam Hoa bà bà đưa tay lên chuối vết máu quanh miệng nói. Nói với ngươi bây giờ thì cũng chẳng hại gì. Hắc kỳ nhân bật nên chẳng cởi khoái trá. Bảy lát nữa ngươi sẽ vĩnh viễn ra đi mang theo bí mật đó. Nhưng với một kẻ võ công tầm thường như ngươi thì chưa xứng đáng để nghe đến danh hiệu của ta. Thật đáng tiếc nếu như ngươi còn sống thì sẽ được chứng kiến lễ đăng quang của ta. Ngươi! Nam hoa bà bà kêu lên. Thì ra ngươi âm mưu làm đệ nhất cao thổ. Ngươi sẽ chẳng thể nào thực hiện được ý đồ đó đâu. Nam Hoa Bà Bà Hắc Y Nhân nói có vẻ không hài lòng Vừa rồi ta chưa thi triển hết công phu Nên ngươi chưa hiểu hết thế nào là lợi hại Được ta sẽ cho ngươi thấy ngay bây giờ Lão vợ rút lời thì đột nhiên có ba bóng người nhảy vào nhanh như sao xẹt Có thể dễ dàng nhận thấy gã đi đầu là Trần Du Hòa trưởng môn phái Côn Luân Có ngoại hiệu là Côn Luân Nhất Kiếm Người thứ hai chính là Mã Nhật Xuân trưởng môn phái Võ Đăng còn kẻ thứ ba là một lão mặt tròn da mặt nhăn thín như da trống duy chỉ có quanh mép mọc lưa thưa vài ba sợi lông nhỏ như dâu chuột lão mặt tròn cũng là một nhân vật có danh tiếng trên khắp giang hồ có ngoại hiệu là tử hà chân nhân lão vốn không thích mọi người gọi lão bằng cái tên thật là phương thanh nam trưởng môn phái hoa sơn mà muốn được gọi bằng ngoại hiệu này để khoe khoang khắp thiên hạ công phu tử hà thần công một tuyệt kỹ của Hoa Sơn Phái mà lão là người đã có công lao phát huy đến độ thượng thừa. Thật là nóng nhiệt, Phương Thanh Nam ha hả cười, rồi đưa hai ngón tay vuốt mấy sợi râu lưa thưa quanh mép. Tiếng cười sang sảng của lão phát ra giống như thanh âm vọng từ dưới lòng giếng chứng tỏ công lực chẳng trẻ. Chả. Rồi lão lấy ngón tay trỏ vào hắc nghi nhân giọng tỏ ra ngạo mạn. Không hiểu lão phu hôm nay được gặp cao nhân nào đây các hạ có thể vui lòng gỡ tấm khăn che mặt được không hay là bắt náo phu phải tự làm lấy. Mặc dù khẩu khí của Phương Thanh Nam nghe thật dễ ghét, song quái nhân dường như không hề biểu lộ một chút gì gọi là tức giận. Lão chỉ phóng hai tia hàn quang sắc lạnh từ cặp mắt ra nhìn rồi nói một cách bình thản. Tưởng ai hóa ra tam vị trưởng môn, không hiểu ba vị rình dọc ai mà lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy, hoặc giả có cơn gió lành nào, Hắc y nhân thốt ra những lời lẽ đầy vẻ diễu cật Không hề có chút gì nào hoảng sợ Họ tần vốn nóng tính Lão thấy hắc y nhân không coi cả bao lão vào đâu thì đùng đùng nổi giận Vốn lẽ xưa nay hễ có gì không vỡ ý Lão lão không tài nào nhịn được nên quát lớn Người thật ngông cuồng dám hỗn xược với tần mỗ và nhị vị chẳng môn đây Những lời vừa rồi của ngươi lão phu đang nghe rõ cả rồi Bọn ta vốn quang minh chính đại không bao giờ giết hại kẻ vô danh Vậy ngươi hãy mau trả lời có phải ngươi có liên quan đến huyết ma giáo chủ hay không? Danh tính là gì? Biết điều thì nói ra ngay để bọn ta khỏi nhọc lòng phí sức. May ra chúng ta sẽ nể tình mà nhẹ tay. Vui quá đấy! hắc Nhân tỏ ra khoái chí trước những lời kẻ cả của Tần Du Hà. Tần trưởng môn ra oai ở núi Côn Luân quen rồi nên cứ ngỡ ở đâu cũng vậy. Xem ra thầy ma của huyết ma giáo chủ đã dưỡng ngắt từ bao giờ rồi mà vẫn còn khiến cho tần trưởng môn khiếp sợ đến thế. Lão Phu đâu có phải là cáo mà phải mượn oai hồn để lè thiên hạ. Họ tần chưa kịp đáp lại thì mã Nhật Xuân đã cướp lại. Người khoan hãy ngông nghênh vội. Sở dĩ tần đạo trưởng hỏi ngươi câu đó. Chẳng qua là vì năm xưa huyết ma giáo chủ đã từng tắc oai tắc quái giết hại bao nhiêu võ lâm cao thổ, gây nhiều ân oán. Y làm như vậy xong chỉ vì một mục đích duy nhất độc bá võ lâm. Lời lẽ của ngươi vừa rồi xem ra chẳng có gì khác so với huyết ma giáo chủ trước kia. Lẽ nào tần trưởng môn không nghi ngờ cho được. Hơn nữa ta nghe đồn rằng khi chết, huyết ma giáo chủ còn có một tên đồ đệ nên bọn ta muốn hỏi xem ngươi có phải là tên đệ tử ấy không. Thật là nực cười. Hắc y nhân giọng tỏ vẻ chế nhạo. Không lẽ các ngươi hãy gặp ai che mặt thì nghi cho hắn là đệ tử của huyết ma giáo chủ ư? Ừ ta làm vậy chẳng qua là chưa muốn cho các ngươi biết ta là ai mà thôi các ngươi cũng chẳng cần phải sốt ruột việc ấy đừng có rông dài để tìm cách thoát thân phương thanh nam cất giọng ổ ổ quát to lão phu làm gì có thời gian để nghe ngươi lại nhảy nếu biết điều thì hãy tự cởi bỏ khăn che mặt ra thì lão phu còn nể năng mà cho ngươi chút thể diện bằng cứ cố tình dây dưa bọn ta sẽ không khách sáo lão rút lời liền sắn hai tay áo lên để lộ cẳng tay để những gân xanh nổi chẳng chịt rõ ràng nội ngoại công của lão cũng thật phi thường xem ra khó tránh một cuộc ác đấu rồi đây hắc anh nhân thốt ra những lời đầy vẻ châm trọng hôm nay quả thật lão phu không muốn giết người tí nào vậy mà cứ bị ép thật là bực mình vậy xin hỏi ba vị trưởng môn muốn liên thủ tấn công lão phu hay các vị muốn từng người một ha 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 Giết cả đâu cần giao mổ trâu. Họ tần cười giọng khinh miệt Rất tiếc bữa nay ta không có đệ tử theo hầu Để giết ngươi nên đành phải tự mình làm việc đó vậy Vừa nói xong mọi người đã thấy ánh kim quang lóe lên như chớp giật Thì ra lão đã rút gươm ra khỏi vỏ một cách thần tốc Tần Du Hà có ngoại hiệu là côn luân nhất kiếm Rõ ràng công phu của lão cũng phải thế nào mới được gọi như vậy Chỉ nội cách rút gươm ra khỏi vỏ của lão cũng đủ thấy khác người Hảo kiếm pháp Hắc y nhân bật lên tiếng khen Xem ra lời đồn đại bấy lâu nay Về kiếm pháp phái côn luân quả không hoa Hôm nay lão phu mới có dịp thưởng thức Gã chưa nói xong Thì tần du hà đã bước lên một bước Rồi đâm một lúc ba nhát kiếm Về phía hắc y nhân Nhát kiếm nào cũng đều nhanh không thể tả Và toàn nhằm vào những yếu huyệt trên người Thủ pháp của lão nhanh đến mức Người ngoài không nhìn rõ được thanh kiếm Mà chỉ nghe tiếng veo véo đến lạnh người hắc y nhân thối lùi về phía sau ba bước có vẻ như não phải chịu lùi về thế hạ phong trước sức ép của tần du hà nhưng đồng thời chỉ trong nháy mắt năm ngón tay hắc y nhân xòe ra như năm cái móc câu chụp vào cổ tay họ tần chiêu thức này tựa tựa như chiêu thức hồi nãy hắc y nhân đã giao đấu với nam hoa bà bà nhìn thì chẳng có gì là ghê gớm nhưng chỉ có mỗi một mình bà bà là hiểu được quy lực của nó tần du hà hơi ngạc nhiên vì ba chiêu vừa rồi của lão phát ra đầy uy lực khó ai có thể vừa chống đỡ nổi lại vừa phản công. Thường thì lão dùng chiêu này để bức bách đối phương rồi mới ra tay hạ thủ Chẳng ngờ hắc y nhân không những hóa giải rất nhanh mà đồng thời xuất chiêu kiểm chế lão. Vừa thoáng thấy năm ngón tay của quái nhân giơ lên, họ tần đây hiểu ngay chiêu thức của lão đã bị hóa giải. Dù thế nào lão cũng là trưởng môn nhân một phái nên phản ứng cực kỳ mau lẹ. Lão hơi thu kiếm đâm vào cổ họng hắc y nhân ra chiêu phương giật đăng sơn, kiếm ảnh lóe lên như sao xẹt hảo kiếm pháp hắc y nhân bật lên tiếng khen lão không hề né tránh mà bất ngờ co chân phải lên bất ngờ tung ra một cước điều này mới thật là thần kỳ cước phóng ra sau mà lại tới trước cho phép đối thủ không cần đỡ đoàn của đối phương mà vẫn buộc đối phương đang tấn công chuyển sang thổ tuyệt kỹ này có tên gọi là thần phong di ảo cước nếu người sử dụng không phải là một đại cao thủ thì không thể nào thi triển được ái cha họ tần buột miệng kêu lên kinh hoàng Chiều phương giật đăng sơn chưa kịp phát huy từ lúc mới bắt đầu cũng may tần du hà vốn là hảo thủ về kiếm thuật nên nó kịp thời nghiêng người tránh được nên không đến nỗi bị đả thương hai bên qua lại thoát đã hơn mười chiêu tần du hà mặc dù sử kiếm nên so với đối thủ lão có phần tiện nghi nhưng thủy trung lão hoàn toàn bị hắc y nhân kiểm chế Tần Du Hà tức giận vô cùng vì điều khiến lão căm hận chính là lão luôn luôn bị đối thủ hóa giải mọi chiêu thức ngay từ lúc mới xuất chiêu, chưa kịp thi triển hết mức. Cũng giống như một người đang chạy gặp một bức tường chặn lại, lão sử dụng hết sức bình sinh vũ lộng thanh trưởng kiếm như một con dao long quẫy khúc, tạo thành một vùng kiếm mảnh chập trùng bao vây lấy hắc y nhân. Lúc này lão đã phát huy tối đa sức mạnh của côn luân kiếm pháp rồi vậy phải nhận rằng kiếm thuật của Tần Du Hà đã đạt tới mức thượng thừa. Phái Côn Luân vẫn nổi danh về sở trường sử kiếm biến ảo hư thực khôn lượng. Từ bao đời nay, các tổ sư phái Côn Luân đã dạy công nghiên cứu, hòng đưa kiếm pháp của môn phái nên thành một tuyệt kiếm có một không hai. Tần Du Hà biết rằng nếu lão không hạ được đối phương trong vòng hơn chục chiêu nữa, e rằng công lực sẽ bị hao tổn nghiêm trọng khó mà thoát khỏi thảm bại. Vì thế đường kiếm của lão mỗi lúc một nhanh, làm phát ra xung quanh những tiếng vỗ vỗ Phía bên kia hắc y nhân dường như chẳng tỏ vẻ gì là nao núng, có vẻ như lão vẫn chưa xử hết bản lĩnh của mình, thân hình lúc phải lúc trái khiến họ tần càng lúc càng hoang mang. Bên ngoài Phương Thanh Nam cứ trố mắt nhìn hai bên giao đấu, nó quay sang nói khẽ với Mã Nhật Xuân. Mã đạo trưởng vô công gác này thật quái dị và vô cùng phức tạp, Tài hạ không thể nào nhận rõ được lai lịch của gã không hiểu đạo trưởng quốc cao kiến gì không đúng vậy mã nhật xuân ấp ống thừa nhận họ mã vốn là một kẻ sĩ diện ít khi chịu nhận sự yếu kém của mình song lần này trước câu hỏi của phương thanh nam lão chẳng còn cách nào hơn là thừa nhận sự kém hiểu biết của mình xem ra tên này tên này có thể còn nhiều tuyệt kỹ mà gã chưa thi thố có lẽ gã chưa muốn xuất đầu lộ diện mã nhật xuân nói tiếp đạo trưởng nói thật chí lý họ mã gật đầu theo thiền ý nếu cứ tiếp tục như thế này e tần đạo trưởng khó lòng thổ thắng phương thanh nam nói câu này thực ra là nó muốn tránh dùng hai chữ thảm bại để giữ thể diện cho tần du hạ vậy ý của các hạ mã nhật xuân lờ lững hỏi phương thanh nam mặc dầu lão biết rất rõ họ phương định ám chỉ điều gì mã nhật xuân vốn dĩ nhiều mưu lóng kế lại hay tỏ vẻ đạo đức nên mặc dù gã trong bụng rất muốn nhảy vào nhân cơ hội này lột phăng chân tướng hắc y nhân nhưng nếu tự lão nói ra điều ấy thì sợ bị thiên hạ chê cười là đừng đừng một trưởng môn phái lại ỷ đông hiếp yếu không đúng với tinh thần thượng võ ý lão là muốn cho phương thanh nam tự nói ra điều này bên này có một nai nịch thật đáng ngờ phương thanh nam thật thả nói trước nếu một trọi một quả thật không thể nào tần đạo trưởng có thể thủ thắng chi bằng nhân dịp này chúng ta ra tay thì hơn mã nhật xuân được lời như cởi tấm lòng lão thấy phương thanh nam nói ra chúng ý mình thì trong bụng mừng thầm nhưng còn giả bộ ngây thơ hỏi một cách ớm mở. có phải có phải phương huynh đúng vậy phương thanh nam cướp lời chúng ta ra tay giúp tần đạo trưởng thu phục quách tên này là xong lúc ấy mọi chuyện sẽ sáng tỏa làm vậy làm vậy tại hạ sợ rằng mã nhật xuân và vĩnh nói thật ra trong lòng lão có một mục đích khác sâu xa hơn mà phương thanh nam đâu có hiểu nổi từ trước đến nay lão vẫn có lòng úy kỷ kiếm phóc của phái côn luân bản thân tần du hà thì mã nhật xuân vốn cũng chẳng ưa gì lúc này mặc dù lão thấy tần du hà đang lâm vào tình thế nguy khốn nhưng vẫn cố tình dây dưa để nhân dịp làm bẽ mặt và hạ uy thế của phái côn luân luôn thể đến lúc cực kỳ nguy cấp thì mới ra tay sợ quái gì thiên hạ phương thanh nam cáo cảnh nói chê cười mới chẳng chê cười đến lúc này mà đạo trưởng vẫn còn câu nệ như thế thì thử hỏi tính mạng của tần trưởng môn có còn không chúng ta không ra tay lúc này phương mẫu e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa thôi thì mã nhật xuân làm ra bộ kiêng nệ phương thanh nam lão đệ đã có ý ấy mã nhật xuân chưa nói hết câu đang nghe một tiếng bình thì ra tần du hà vừa bị trúng một trưởng của hắc y nhân vào ngực họ tần loạn trọn như một cái cây bị bão lảo đảo lùi lại mấy bước mà vẫn chưa đứng vững đến nỗi đánh rơi cả kiếm xuống đất mặt mũi xanh lét tơi tả trông thật ê trẻ bị đoàn nặng đã làm một nhục nhã huống chi rơi cả kiếm đối với giới võ lâm nhất là tần du hà là trưởng môn nhân một phái nổi danh việc bị đối phương đánh rơi cả vũ khí mà kiếm lại là một biểu tượng nghi vẹo của phái côn luân điều này là một nhục nhã không sao tả xiết Họ cần bị trúng chẳng vào ngực khiến chân khí nhọn nhạo hết cả lên, miệng lão ngắp ngắp như cá đớp nước vậy. Hình ảnh tồi tệ ấy khiến hai lão phương và má đứng bên ngoài kinh hoàng. Từ giờ đến nay hai người chưa từng nhìn thấy trưởng môn một phái võ lớn bị tơi tả như vậy bao giờ. Không kịp suy nghĩ gì nữa phương thanh nam hét to. Tần lão đệ có phương mốt tiếp ứng đây. Rút lời họ phương vặn hai cánh tay khiến dương cốt trong người lão kêu lên răng rắc. Hai bàn tay nó xòe ra ngửa về phía trước rồi từ từ đưa lên. Khuôn mặt tái nhật của Phương Thanh Nam đang từ tái nhật chuyển sang đỏ rực như lò than hỏng. Từ hai lòng bàn tay một luồng khí màu vàng bay ra. Má nhà Xuân đứng bên ngoài trông thấy diễn biến này cũng phải thầm khen. Thì ra lão mặt tròn cũng không phải tay vừa. Xem thế thì đủ biết từ hạ thần công của lão luyện cũng đã được bảy phần họa hầu rồi. Rõ ràng tình hình rất nguy cấp. Nên Phương Thanh Nam mới ngay chiêu đầu đã sử dụng tuyệt kỹ không ngờ chỉ có thời gian ngắn Phương Thanh Nam đã có những bước tiến vượt bậc Lẽ nào mình lại chịu thua kém y Mã Nhật Xuân tự nhổ Cũng nhân lúc này nên phô diễn cho mọi người chút lợi hại Họ mã nghĩ rồi ngầm vận chân khí vào huyệt quan nguyên Rồi cũng từ từ chậm rãi lão phóng thái cực trưởng ra Thái cực trưởng của phái vo đang chuyên về nhu Nên trưởng lực xuất phát từ từ êm ái Nhưng kình lực thì tập trung không thể tả trong vòng năm trận vương áp lực bao trùm chỉ thấy một luồng khí trắng từ từ tỏa ra nơi bàn tay lão nếu như những người không biết võ công thì cảnh tượng này trông thật đẹp mắt bởi sự kết hợp của hai luồng khí màu vàng và trắng tạo nên song nên biết hai đại cao thủ cùng lúc phát công thì uy lực không gì so sánh nổi hai luồng trận lực hòa với nhau một cân một nhu một dương một âm nên không hề phát ra tiếng động tưởng rằng không có gì xảy ra Vân Phi nằm cách đó khá xa ngoài vòng trưởng lực đánh tới mà gã cũng cảm thấy tức ngực khó thở, khiến máu huyết trong người tưởng chừng như sắp phọt ra ngoài. Hắc Y Nhân thấy Phương Thanh Nam và Mã Nhật Xuân đột nhiên hợp trưởng tấn công thì không dám quay thưởng. Hai bàn tay não hết nóng lại xòe ra như người đi bắt đom đóm vậy. Tần Du Hòa mặc dầu bị trọng thương nhưng cũng phải trốn mắt ra vì kinh ngạc trước lối xuất thủ kỳ dị này. Phải nói rằng từ cổ trí kim chưa từng thấy ai xuất trưởng như vậy không khí xung quanh dường như bị dồn nén vào một cái bao vậy rồi một tiếng nổ lớn như sét đánh phát ra hậu quả của ba luồng trưởng kình gặp nhau tạo nên chỉ thấy hai bóng người bị văng lên cao rồi bay như hai chiếc lá đó chính là phương thanh nam và mã nhật xuân lúc hai não rớt xuống đất của não bị trưởng lực xé nát tới tả còn hắc y nhân dù công lực cao cường song não cũng phải thối lui về sau mấy bước vì có tấm khăn che mặt nên không ai thấy sắc diện lão ra sao nhưng rõ ràng hắc y nhân cũng bị chấn động nặng nề diễn biến này quả thật bất ngờ cả hai hảo thủ hạng nhất liên hợp lại cũng chỉ đủ để hắc y nhân lùi lại mấy bước lẽ nào lại có kẻ công phu như vậy mà từ trước đến nay không ai biết thật tình võ công của nhân vật nào cao thấp ra sao thì cỡ như mã nhật xuân hay phương thanh nam đều có thể lường được những gã này người người là ai mã nhật xuân cố nén luồng khí dội lên ngực lắp bắp hỏi công phu vở giỏi phải chăng là là vô lượng thần hả 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 hắc kỳ nhân cố gượng cười rõ ràng nó cũng bị thương song cố không để cho người ngoài nhận thấy ngươi hỏi ta cũng thật nực cười ta dùng võ công gì thì đường đường là một trưởng môn nhân hẳn ngươi phải biết chứ hôm nay ta không có thời gian để nói chuyện với ngươi lúc khác sẽ còn nhiều cơ hội đuổi đuổi theo hắn tiếng năm hoa bà bà cất lên chớ để y chạy thoát lợi dụng lúc hắc y nhân đang phải giao đấu với ba lão trưởng môn năm hoa bà bà đã phần nào lấy lại được công lực dù chẳng ưa gì năm hoa bà bà vì ba lão trưởng môn vẫn coi mộ là loại cùng hung cực ác phải diệt trở song trong tình huống này không ai kịp có ý nghĩ gì khác mà phải đồng tâm hiệp lực chống lại một nhân vật nguy hiểm hơn tuy vậy họ tần cũng có phần khôn ngoan lão tự nhận thấy cả ba người vừa rồi đều không thắng nổi hắc y nhân huống hồ lúc này cả ba đều đang bị nội thương thì việc đuổi theo hắc y nhân chắc gì đã có kết quả lão nói mã đạo trưởng tần mỗ thấy không nên theo sát y làm gì chúng ta đều chưa phục hồi nguyên khí dễ gì mà khuất phục được khán chi bằng tần huynh chỉ thấy một mà không thấy hai mã nhật xuân vừa nói vừa đưa tay lên lau vết máu quanh miệng cười nhạt một cách nham hiểm hiện thời hẳn hắc y nhân cũng đã bị nội thương chứ nếu y không hề hấn gì thì đời nào y để chúng ta được yên Nam Hoa bà bà so với chúng ta thì hiện thời công lực mộ đã tương đối phục hồi. Chúng ta cứ để mộ chạy trước động thủ với hắc y nhân. Sau đó, sau đó chúng ta sẽ diệt cả hai là nhất cử lưỡng tiện. Cách này người đời gọi là tọa sơn quan hổ đấu. Đợi hai con quần với nhau tất một con chết. Con còn lại thì cũng đã bị thương. Lúc ấy hạ thủ đâu có gì là khó nữa. Chúng ta làm như vậy có phải là tốt đẹp hơn không để lỡ dịp này? Tần Du Hà vẫn biết xưa kia họ Mã đã từng bị năm hoa bà bà đánh bại Nên lão vẫn đem lòng căm hận đến thấu xương Đây cũng là dịp lão ra tay trả món nợ cũ Họ Tần không khỏi dùng mình trước mưu kế thâm độc của lão Xong cũng phải nhận rằng trong tình huống này không có cách gì hay hơn trong lúc mọi người đang bàn luận thì Vân Phi ở trong bụi cây cũng theo dõi cuộc quyết đấu không bỏ sót một chi tiết nào. Có một điều khiến gã dùng mình ớn lạnh hết cả người là dường như gã đã phát hiện được một sự thật kinh người một bí mật khủng khiếp gã đã nhận ra hắc y nhân là ai lúc hắc y nhân đấu trận cùng ba vị trưởng môn gã đã nhìn rất rõ trong lòng bàn tay phải của gã hắc y nhân có một nốt ruồi to tướng địch thần y đã kể lại câu chuyện của lão cho vân phi hay và còn căn dặn rất kỹ sau này khi bước chân ra ngoài giang hồ phải hết sức thận trọng con người này chính địch thần y đã chữa trị chứng tẩu hỏa nhập ma cho y khi y luyện vô lượng thần công thì ra tần du hà đã nhận xét đúng còn một điều nữa vô lượng thần công uy lực là thế đến nỗi bác hải tiền sư đã phải giấu kín thì tại sao hắc y nhân lại biết được hơn nữa theo lời hắc y nhân nói với địch thần y không những lão mà trên giang hồ cũng có rất nhiều người luyện tập được môn võ công thượng thừa này phải chăng nơi cất dấu bí phổ đã bị bại lộ ra ngoài hay còn một uẩn khúc gì khác lại còn một nghi vấn nữa tại sao hắc y nhân lại lần ra chỗ ở của địch thần y cũng có thể lão đã phát hiện ra việc địch thần y chữa trị cho lão chỉ là giả mạo. Sau khi trở về, những triệu chứng tàu hỏa nhập mang lại xuất hiện, nên lão đã biết rằng bị mắc lửa vì thế nên cất công truy tìm tung tích. Trong đầu gã rối bời bao nhiêu nghi vấn, lúc ấy đợi cho đám vô lâm cao thủ đã kéo nhau đi rượt đuổi hắc nghi nhân, gã mới chui ra khỏi bụi rậm tìm Thúy Vân. Nàng đang bị nội thương khá trầm trọng phải ngồi dựa vào một thân cây lớn để điều tức. Vân muội muội Vân Phi nhìn thấy Thúy Vân mặt mày bơ phở thì quan tâm hỏi muội có bị nặng lắm không may cũng không sao Thúy Vân mệt nhọc đắp vì Hắc Y Nhân không chủ ý giết muội lão cho rằng muội chỉ là một a đầu không đáng quan tâm nên ra tay cũng nhẹ việc cần bây giờ là Vân Huynh ấy vào trong nhà xem địch lão tiền bối thế nào còn muội cứ để muội ngồi một lúc nó sẽ khỏe ngay thôi Vân Phi thấy Thúy Vân nói thế thì tạm yên tâm Gá bèn chạy vào bên trong căn nhà trên chiếc giường tre địch thần y nằm bất động như một xác chết hai cặp mắt vốn đã không nhìn thấy gì bị móc lòi ra ngoài khiến máu phun ra đỏ lỏm địch tiền bối hắc y nhân đã làm tiền bối ra nông nỗi này sao địch thần y không nhúc nhích song cặp môi lão hơi động đậy khiến vân phi cảm mừng từ khi được lão chữa bệnh cho trong lòng vân phi phát sinh cảm tình với lão trách nào thấy lão thê thảm như vậy gã chẳng đau lòng Vân Phi thấy địch thần y dường như ra dấu muốn ra làm một điều gì đó liền cúi đầu xuống sắt mặt nó hỏi dồn. Địch tiền bối, địch tiền bối muốn nói với văn bối điều gì chăng? Ta, ta, địch thần y thẻo thảo nói. Thần y, Vân Phi chợt nghĩ ra điều gì rồi nói. Thần y để thuốc ở đâu để văn bối lấy cho tiền bối uống chắc sẽ qua khỏi ngay thôi. Ta sẽ có cách, cách của ta. Đột nhiên địch thần y khẽ lắp bắp nói ta đã chẳng bảo với ngươi rằng địch thần y này đâu đâu có thể bị chết một cách dễ dàng như vậy ta tiền bối văn bối xin hỏi tiền bối một câu có phải hắc y nhân là kẻ năm xưa đã đến nhờ tiền bối chữa bệnh cho hay không phải lần này tiền bối có biết gã là ai không ta đã biết văn bối vô cùng cảm kích công ơn tiền bối đã chữa trị cho bấy lâu nay nếu như sau này có dịp văn bối nhất định sẽ trả món nợ này cho tiền bối chỉ cần biết danh tính của y mà thôi Ngươi khỏi phải cảm ơn ta Địch thần y gắng gượng rồi theo thao Bởi chính Chính ta đã lừa dối ngươi bấy lâu nay Hơn nữa Ta nói cho ngươi biết thì cũng Cũng chẳng ích gì Mà chỉ uổng công vô ích Lại có hại cho ngươi Bởi ngươi vĩnh viễn không bao giờ là địch thủ của hắn Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 5 tiểu thuyết vô lượng thần công của tác giả điển ca nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo